đường cẩn hành nhảy cầu cứu người, cũng là ngoài ý muốn chết đuối ở trong nước. Xuyên Việt trở thành đệ đệ của đường Nguyệt, sơ giai chính là thức tỉnh hệ triệu hoáng. Chỉ là hắn phát hiện hệ triệu hoáng của mình có chút kỳ quái. Hệ triệu hoáng của hắn, vậy mà không cách nào triệu hoáng sinh vật. Ngược lại tương tự như hình thức tiên nhân, tiếp thu ma pháp. Hoặc là nói, hệ triệu hoáng của mình, tất cả đều là phụ thể lưu. Ký kết khế ước với yêu ma, đạt được thân thể và năng lực của yêu ma. Mang theo huyền xà đồ đằng, dũng cảm xông vào tai nạn bác thành. Dực thương lan. Huyền xà đại ca, ta thật không biết bác thành cũng là địa bàn của ngươi. Sa răng. Ai có thể cho tôi biết con rắn này đến từ đâu? Đường cẩn hành. Cảm không huấn luyện viên, ngươi biết đấy, ta triệu hoán hệ có chút quái dị không hủy phàm mục dịp chính phú, toàn chức pháp sư nội bộ ngoại quải, nhiều loại yêu ma phụ thể, từ khóa tiểu thuyết. Toàn chức pháp sư Bắt đầu huyền xà phụ thể không đạn cửa sổ, toàn chức pháp sư Bắt đầu huyền xà phụ thể TXT toàn tập đao loa, toàn chức pháp sư Bắt đầu huyền xà phụ thể chương mới nhất đọc Chương 1 Dưới ánh trăng bóng trắng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 1 dưới ánh trăng bóng trắng lục địa ma thuật. Ban đêm yên tĩnh, gió đêm nhẹ nhàng thổi lên mặt hồ Tây Hồ một trận gần sóng, ánh trăng trong suốt phản chiếu trong nước, vỡ vụn tròn trịa. Nhưng mà trong hình ảnh điềm tĩnh như vậy, lại lộ ra một cổ quỷ dị không tầm thường. Một gã thiếu niên thế nhưng khoanh chân ngồi ở mặt hồ. Cứ như vậy một tay nâng cầm, khuỷu tay chống ở trên đầu gối, giống như ngồi ở trên sofa trong nhà, không có chút dấu hiệu chìm xuống thiếu niên quỷ dị lẩm bẩm, một mình lẩm bẩm với mặt hồ. Từ khi ngươi cứu ta, đã năm năm trôi qua rồi. Năm năm, suốt năm năm, ngươi biết năm năm nay ta sống như thế nào không? Quá! Cũng không tệ lắm, ngoại trừ gần đây. Thiếu niên đầu tiên là cười cười, sau đó lại có chút đau đầu lắc đầu, tự hồ là ép buộc chính mình không nên nghĩ những chuyện phiền lòng kia. Năm năm trước, hắn vốn là một học sinh trung học của Lam Tinh, khi cùng bạn bè đi du lịch tây hồ chèo thuyền vô ý xảy ra chuyện ngoài ý muốn hai người song song rơi xuống nước hắn đem bằng hữu cứu lên về sau chính mình nhưng là mất đi khí lực chìm xuống đáy hồ sau đó chính là đi tới thế giới này nguyên chủ nhân của cổ thân thể này cũng giống như hắn đều gọi là đường cẩn hành đại khái đều là ý tứ cha mẹ hy vọng con cái cẩn thận làm việc chỉ là đáng tiếc cũng không tính là quá mức cẩn thận thế giới này đường cẩn hành cha mẹ, tại một lần ra ngoài trong quá trình, ngoài ý muốn chết vì yêu ma chi khẩu. Nguyên chủ nhân của cổ thân thể này, không tiếp nhận được đả kích này, chính là đi tới Tây Hồ, muốn người một nhà chỉnh tề. Sau khi rơi xuống nước, nguyên chủ đã đi một nhà đoàn viên, mà đường cẩn hành hắn được huyền xà cứu, được đường nguyệt tỷ coi như đệ đệ. Ngay tại hắn đêm khuya emo thời điểm, một đạo thành thục mà lại tươi đẹp thanh âm, từ không xa truyền đến đường cẩn làm gì vậy? Chỉ thấy một nữ tử chậm rãi chèo thuyền nhỏ, tới gần đường cẩn hành. Trên mặt nữ tử trang điểm tinh tế, lông mày lá liễu tinh tế, phối hợp với đôi mắt to sáng ngời, lông mi thật dài giống như sẽ mê người. Sống mũi cao thẳng cùng làn da trắng nõn, đem môi đỏ mộng phụ trợ giống như ngọn lửa nóng rực, ở trong lòng mọi người thiêu đốt. Một thân đô thị OL ăn mặc, càng là đem dáng người của nàng, phụ trợ đầm đìa tinh xảo đang nghĩ tới đại ca tài phiệt hàn quốc của ta đường cẩn ngôn đường cẩn hành cười trêu ghẹo nói thôi đi thân phận của ngươi đã sớm điều tra qua nơi nào có cái gì đại ca hơn nữa tại sao là ở hàn quốc làm tài phiệt nữ tử liếc mắt xem thường vẫn lộ ra phong tình vạn chủng điều này làm cho đường cẩn hành giải thích như thế nào chỉ có thể nói sang chuyện khác đường nguyệt tỷ ngươi đây là ác màu đỏ gì xinh đẹp như vậy đường nguyệt rất không thuộc nữ rít lên cái gì mà ác màu đỏ đây là cây người có ăn hay không không ăn nguội nữa vừa nói đường nguyệt bưng lên một hộp tôm hùng trên thuyền nhỏ nói tiếp sao lại thích ăn cây cây chết người nhìn thấy hộp tôm hùng đỏ rực này ánh mắt đường cẩn hành trong nháy mắt sáng lên tự mặc hộ đứng lên quỷ dị trên mặt nước hành tẩu hai ba bước chính là đi tới trên thuyền lột một con ném vào trong miệng hương vị này nhai chân chính tông, nuốt, đường cẩn hành vừa ăn, vừa mở ra một bình nước hạnh phúc mập mạp, ung ục ung ục chính là một trận uống hào sản. Ăn xong một con tôm hùng, đường cẩn hành không vội bóc con thứ hai, ngược lại hướng mặt hồ không một bóng người hô. Đại ca, ăn cơm thôi, tôm hùng nóng hổi. Cảnh tượng quỷ dị như vậy, đường nguyệt tự hồ thấy nhưng không thể trách, tiếp tục lột tôm hùng của mình, ngón tay vốn xanh tươi như ngọc, lúc này dính đầy hồng du tươi đẹp. Theo đường cẩn hành nói xong, mặt hồ vốn yên tĩnh trong nháy mắt cuồn cuộn, ngay cả thuyền nhỏ cũng nói lật là lật. Nguyên bản có chút ảm đạm hồ nước, trở nên trong suốt, nếu là lúc trước có người từ trên trời nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy lúc trước đường cẩn hành dưới thân, có một mảnh thật lớn bóng đen xoay quanh, mà đường cẩn hành, chính là ngồi ở cái kia bóng đen bên trên. Một lát sau, mặt hồ ngừng cuồn cuộn, một đạo thân ảnh thật lớn từ mặt hồ đột ngột mọc lên, độ cao vọt thẳng lên trời. Đây là một đầu thân dài không biết bao nhiêu mét cự xa, thuyền nhỏ ở trước mặt nó, giống như người bên chân lá rụng đồng dạng nhỏ bé, yếu ớt. Rất nhanh, đầu rắn khổng lồ chậm rãi cúi xuống, hai con mắt giống như trăng sáng trên trời, miệng rắn khổng lồ chậm rãi mở ra, giống như đường hầm, con rắn khổng lồ vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích. Hai người nhìn đầu rắn khủng bố này, mặt không đổi sắc, đường nguyệt thậm chí mút một ngụm ngón tay tràn đầy dầu đỏ đáng tiếc một màn hương diễm này, đường cẩn hành cũng không nhìn thấy. Đại ca Hôm nay 10 cân hương lạc Đường cẩn hành hướng đại xà báo cáo thực đơn hôm nay, sau đó là đem một chậu lại một chậu tôm hùng, đổ vào cái miệng to khoa trương này. Rất nhanh, 10 cân tôm hùng liền toàn bộ đổ vào trong miệng rắn, huyền xà tại nuốt vào hương lạc tôm hùng sau đó, rất nhanh chính là chìm vào đáy nước, đi tinh tế thưởng thức. Đại gia hỏa tuổi đều có thể làm ngươi tổ tông, Ngươi còn gọi đại ca, người khác huyền xà vốn hảo hảo ăn chút thanh đạm tôm cá, ngươi thế nào cũng phải làm cho người ta chỉnh thành hương vị cây. Đường Nguyệt nhìn Đường Cẩn hành động tác, tươi đẹp trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Đại ca không phải thân thiết một chút sao, Đường Cẩn hành không thèm để ý chút nào nói. Rất nhanh, còn lại tôm hùm cũng là bị hai người ăn sạch sẽ, đem tay cùng miệng lau sạch sẽ về sau, hai người có chút thích ý về phía sau nằm một cái, nhìn đầy trời tinh không yên tĩnh, an tường, thuyền nhỏ ở trung tâm hồ theo gió phiêu đảng, nhìn bầu trời đầy sao, tâm tư hỗn loạn hơn nữa cũng sẽ bình tĩnh lại. Đáng tiếc hai người đều chưa từng uống rượu, bằng không cũng coi như là tràn diện tuyệt mỹ, say sau không biết trời ở nước, đầy thuyền thanh mộng áp tinh hà. khi cúc Đường Nguyệt Ban đêm yên tĩnh vốn tràn đầy tình thơ ý họa, bị đường cẩn hành vô cùng đột ngột ở một cái, phá hư sạch sẽ. Vô cùng ghét bỏ ngồi dậy, Đường Nguyệt nhìn Đường Cẩn Hành nằm ở trên thuyền, một tay vỗ bụng bộ dáng mỏi mệt, nhất thời có chút tức giận không chịu nổi, mở miệng hỏi: "Ma pháp hệ triệu hoán của ngươi chuẩn bị thế nào, vẫn chưa đột phá sao?" "Vẫn là như vậy à, căn bản không nhìn thấy vị diện triệu hoán thú mà các ngươi nói." Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Đường Cẩn Hành cũng có chút ảm đạm. Vốn hắn còn tưởng rằng mình đệ nhất hệ thức tỉnh triệu hoán hệ, cũng coi như là thiên phú dị bẩm kết quả đừng nói gì không gian, sau khi phát động ma pháp, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đêm tối, bảy viên tinh tử giống như đom đóm, phiêu đảng chung quanh. Hệ triệu hoán rác rưởi của người khác, tốt xấu gì cũng có thể nuôi chó đi dạo một chút, hắn ngay cả chó cũng không được đi dạo. Nhìn thấy thân sắc ảm đạm của đường cẩn hành, đường nguyệt cũng cảm thấy có chút xin lỗi, môi giật giật mở miệng an ủi. Ngươi có thể hỏi đại gia hỏa, nó sống nhiều năm như vậy, nói không chừng đối với ngươi có chút trợ giúp tỷ, nó là huyền xà đồ đằng cũng không phải ốc biển thần kỳ, lại càng không phải độ nương không gì không biết. Đường cẩn hành liếc mắt xem thường, cảm thấy đề nghị của lão tỷ rất không đáng tin. Bất quá đường nguyệt rõ ràng hưng phấn hơn đường cẩn hành nhiều, cánh tay mảnh khảnh thò vào trong hồ quấy hai cái nói. Đại gia hỏa, hỏi ngươi một vấn đề về tên tiểu tử đường cẩn hành này, mau ra đây. Đường cẩn hành cảm giác, đường nguyệt nữ nhân này coi đại ca hắn là sủng vật. Dưới sự kêu gọi của đường Nguyệt, rất nhanh mặt nước một trận ung ụt, mặt nước bắt đầu quay cùng kịch liệt, giống như sôi trào. Một cái to lớn bóng đen xuất hiện ở dưới nước, bóng đen càng ngày càng rõ ràng, rất nhanh liền phá vỡ mặt nước. Đầu rắn khổng lồ nhô lên mặt nước, đứng ở bên cạnh thuyền nhỏ của hai người, vậy bóng loán phản xạ ánh trăng sáng tỏ, lộ ra kinh khủng lại thần thánh. Hết chương này. Chương 2 Huyền sa phụ thể, đặc thù hệ triệu hoán bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Huyền xà phụ thể, đặc thù triệu hoán hệ thấy huyền xà đồ đằng đã xuất hiện, đường nguyệt vẽ mặt tươi cười sờ sờ đầu rắn, mở miệng hỏi. Đại gia hỏa, đường cẩn hành triệu hoán hệ tiến nhập không được gì thứ nguyên vị diện, ngươi biết là vì cái gì không? Vừa nói, đôi mắt đẹp tú lệ trừng về phía đường cẩn hành, ý bảo đường cẩn hành nhanh chóng vận chuyển hệ triệu hoán của mình. Đến đều đã đến, đường cẩn hành cũng không cự tuyệt nữa, tay phải vừa nhấc lên hào quang mờ mịt giống như ánh trăng, hiện lên trên tay đường cẩn hành. Không giống với người khác câu thông thứ nguyên vị diện lúc, toàn bộ ý thức đều sẽ bay tới dị thứ nguyên vị diện, đường cẩn hành giờ phút này ý thức như trước ở trong thân thể, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện. Đường cẩn hành cũng không biết đây là tình huống gì, chẳng lẽ nói mình là dị thế giới xuyên qua tới, đóng cửa không cho phép mình trở về hay sao? vậy cũng quá thương mại hố cha rồi. Vì chứng minh càng hữu hiệu chứng minh chính mình, đường cẩn hành thậm chí đến gần vỗ vỗ đồ đằng huyền xa đầu, mở miệng nói. Đại ca, ngươi. Nói được một nửa, đường cẩn hành đột nhiên như bị sét đánh, ngừng động tác và lời nói. Một cơn ngứa không thể chịu đựng được lan truyền khắp cơ thể anh ta. Đường cẩn hành đột nhiên ngã xuống trên thuyền nhỏ, gân xanh trên cánh tay lộ ra, khuôn mặt ngọc thụ lâm phong trở nên vặn vẹo đường cẩn hành, ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi đừng dọa ta a. À. Đường Nguyệt thấy thế, lập tức ngồi sổng bên cạnh hắn, trong lo lắng hơi có chút nức nở hô. Có chút thường thức đều biết, người nói chuyện rất tốt đột nhiên ngã xuống, vậy cơ bản chính là vấn đề lớn. Lúc này đường Nguyệt thật sự bị dọa không nhẹ, vội vàng nắm chặt bàn tay đường cẩn hành, vì hắn xem xét tình huống. Đại gia hỏa, ngươi biết là tình huống gì không? Nhìn bộ dáng thống khổ của đường cẩn hành, Đường Nguyệt nhìn về phía huyền xà đồ đằng bên cạnh hỏi. Nghe được đường Nguyệt hỏi, đầu to của đồ đằng huyền xà rất nhân tính hóa nghiêng một cái, hình rắn thật lớn phun ra. T. 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 Ngươi cũng không biết, nhưng trên người đường cẩn hành không có vấn đề. Nghe đồ đằng huyền xà nói, đường Nguyệt ngược lại thoáng an tâm không ít. Bất quá vẫn nắm thật chặt tay đường cẩn hành, nhìn bộ dáng đường cẩn hành, trong mắt có chút đau lòng nhưng rất nhanh đường nguyệt liền hoảng sợ phát hiện móng tay năm ngón của đường cẩn hành dần dần dài ra trở nên bén nhọn trên cánh tay hiện ra hoa văn hình thoi quỷ dị trong nháy mắt hoa văn hiện lên đường nguyệt lập tức xé rách quần áo của đường cẩn hành nhất thời phát hiện hoa văn hình cạnh kia tầng tầng đang xen từ cánh tay đường cẩn hành lan tràn đến toàn thân đường cẩn hành chỉ là bộ dáng hoa văn kia đường nguyệt luôn có vài phần quen mắt văn lầm lẫn lầm lẫn giả dối. Theo hoa văn hình vẫy hiện lên, đường cẩn hành phát giác cảm giác ngứa ngáy trên người mình giảm bớt không ít, hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra, nhìn về phía đường nguyệt hỏi. Tỷ, ta hình như hiểu được ma pháp của ta. Mà đường nguyệt giống như không nghe thấy, kinh ngạc nhìn ánh mắt đường cẩn hành. Toàn bộ con mắt cũng mạc, cũng chính là tục xưng mắt trắng bộ phận, biến thành thâm thúy màu đen, nguyên bản đen kịch đồng tử trở nên vàng ống ánh nhìn qua tà dị cao quý chỉ là đối diện đã làm cho người ta không rét mà run, bộ dáng như vậy cùng ánh mắt huyền xa đồ đằng không có gì khác nhau đường cẩn hành ngươi đường nguyệt nhìn thấy bộ dáng đường cẩn hành lúc này cũng có chút sợ hãi nhưng rất nhanh nàng liền tiến lên ông lấy cổ đường cẩn hành hai vai nhẹ nhàng lay động trong thanh âm hơi nức nở hô ngươi hù chết ta không có việc gì không có việc gì Đường Cẩn Hành đưa tay khẽ vuốt mái tóc Đường Nguyệt, nhẹ giọng an ủi. Đường Cẩn Hành nhẹ giọng an ủi, hai vai Đường Nguyệt dần dần bình phục lại. Muốn chết hả, tiểu tử thối. Thân thể mềm mại của Đường Nguyệt đột nhiên hóa thành một đạo bóng tối, trong nháy mắt thoát khỏi cánh tay Đường Cẩn Hành, đứng ở trên thuyền nhỏ. Cúi người xuống, một tay cầm cánh tay Đường Cẩn Hành, trực tiếp đem Đường Cẩn Hành ném vào trong nước. Bất quá rất nhanh Đường Cẩn Hành đã chui ra khỏi mặt nước thủy tính của ngươi sao lại tốt như vậy? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn, lúc trước đường cẩn hành chỉ có thể xưng là biết bơi lội, tuyệt đối không thể nói là thủy tính tốt. Nhưng đường cẩn hành vừa rồi từ rơi xuống nước, đến nổi lên mặt nước, một bộ động tác lưu loát mây trôi, cho dù là ngư dân bờ biển, cũng không nhất định có thể có thủy tính xuất sắc như vậy. TT Đáp án của vấn đề này, huyền xà đồ đằng nhanh chóng trả lời nàng. Đại gia hỏa, ngươi nói đường cẩn hành đạt được một bộ phận năng lực của ngươi kỳ thật không chỉ là như vậy đồ đằng huyền xà hiện tại cực đại xà đồng tử có chút nghi hoặc nhìn đường cẩn hành hắn luôn ở trên người đường cẩn hành cảm nhận được một tia huyết mạch gần giống khí tức nó giống như lão đệ thất lạc nhiều năm hai ba cái đường cẩn hành một lần nữa bơi trở về trên thuyền cũng là đánh giá biến hóa của bản thân cả người mọc đầy một tầng lân giáp tái nhợt giống như áo giáp bên người nào đó, vẫn từ thân thể lan tràn đến hai bên má. Trong hốc mắt tối đen, là đồng tử dựng thẳng vàng ống ánh, mái tóc ngắn vốn đen nhánh trở nên trắng bạc, mãi cho đến vị trí sau thắt lưng. Ngũ quan ngược lại không có biến hóa cụ thể, chỉ là càng thêm lãnh khốc lập thể, càng thêm đẹp trai. Móng tay tứ chi trở nên bén nhọn lại sắc bén, hiện ra từng trận hàng mang. Hình như có chút đẹp trai sau khi nghiên cứu xong biến hóa của bản thân đường cẩn hành hướng đường nguyệt tỷ giải thích ma pháp triệu hoán hệ đặc thù của mình đường nguyệt tỷ hẳn là biết trong hệ triệu hoán có một loại tồn tại đặc thù chính là thú triệu hoán phụ hình ý của ngươi là ngươi đây là phụ hình triệu hoán thú đường nguyệt có chút không thể tin được hỏi sau đó nhìn thoáng qua đại gia hỏa sờ dài của ngươi có thể triệu hoán đại gia hỏa này ngươi nghe ta nói xong ta tự nhiên không có khả năng triệu hoán đồ đằng huyền xa, nhưng ta có thể sử dụng một bộ phận năng lực của nó, giống như triệu hoán thú phụ hình. đường cẩn hành dùng phương thức đường nguyệt tỷ có thể nghe hiểu giải thích. muốn dựa theo lời của chính hắn mà nói, ma pháp này kỳ thật có chút giống hình thức tiên nhân bên trong họa ảnh niên gia, hoặc là ma pháp tiếp thu trong đuôi yêu tinh, thậm chí có thể nói là thú vũ hồn phụ thể trong một bộ tiểu thuyết nào đó nguyên bản đường cẩn hành phát động sơ dai ma pháp dưới tình huống, chỉ có thể nhìn thấy bảy khỏa tinh tử, lúc ẩn lúc hiện phiêu đảng ở trong một mảnh đêm tối. Nhưng mà lúc này lại là có thể nhìn thấy, cái kia một mảnh bầu trời đêm bên trong, xoay quanh một đầu chọc trời đại xa, bảy viên tinh tử vây quanh chọc trời đại xa bên người, không ngừng lớn mạnh tự thân. Nghe được đường cẩn hành giải thích, đường nguyệt cái hiểu cái không gật đầu. Sau đó trên mặt lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, mặc kệ mà pháp sơ giai của đường cẩn hành như thế nào, có thể sử dụng cũng rất tốt. Lúc này trên mặt ý cười dịu dàng nhìn đường cẩn hành, thanh âm ngọt ngào mềm mại mở miệng nói. Tôi có hai tin tốt, một về bạn và một về tôi, mà bạn muốn nghe. Trước nghe ngươi. Thanh âm ngọt ngào này khiến cho cả người đường cẩn hành rung lên. Tỷ tỷ, ta được điều đến bác thành làm giáo viên, đợi đến khi kết thúc giáo viên, phỏng chừng có thể thăng thêm một cấp. Bác thành đường cẩn hành nhướng mày ngược lại không nói gì thêm đi bác thành giảng dạy phỏng chừng cũng là lấy cớ phỏng chừng là muốn đi tìm người bảo vệ đồ đằng ở đó vậy còn có một người nữa chính là tiểu tử ngươi cũng sẽ bị ta đưa tới bác thành học thiên lang ma pháp trung học đến lúc đó ngươi cần phải gọi ta lão sư trong con ngươi đường nguyệt lấp lánh thần sắc hưng phấn vừa nghĩ tới đường cẩn hành thành thật ngồi ở trong phòng học gọi nàng là sư phụ nàng liền muốn cười trong ánh mắt quan mang giống như tiểu hồ ly. Bất quá đường cẩn hành so với trong tưởng tượng của nàng, còn kích động hơn, giống như mèo bị giẫm đuôi nhảy dựng lên. Không đi. Kiên quyết không đi. Đùa gì vậy, bác thành đó là nơi nào? Nơi ẩn náu của Hồng Y Sa Răng. Quê hương của bê vương mạc phạm tương lai. Nơi cổ lão vương trảm không nhậm chức. Lập tức còn muốn bộc phát khủng bố bác thành sự biến hắn là chán sống mới lúc này chạy tới bác thành. Hết chương này. Chương 3 Bạn học mới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 3 Bạn học mới bác thành Chào buổi sáng các học sinh, liên đạo sư môn thực tiễn ma pháp của các ngươi bị bệnh ở nhà tỉnh dưỡng, từ hôm nay trở đi sẽ do ta dạy cho mọi người môn thực tiễn ma pháp, ta tên là Đường Nguyệt. Thanh âm tươi đẹp truyền lại trong phòng học nho nhỏ trong phòng học vang lên một mảnh xôn xao nữ giáo viên xinh đẹp như vậy chỉ có lúc xem phim nước nào đó mới có thể nhìn thấy chỉ đường nguyệt không phải loại người như vậy quyến rũ nữ giáo viên trung học ăn mặc đã đủ bảo thủ nhưng khí chất thuộc nữ tươi đẹp vẫn sinh ra lực hấp dẫn vô hạn đối với đám học sinh trung học này áo khoác âu phục màu đen phối hợp với áo lót màu trắng nhưng sự dịu dàng kiêu ngạo vẫn là miêu tả sinh động thể hiện đường công duyên dáng hạ thân âu phục màu đen quần dài, đem nàng mảnh khảnh thẳng tắp chân dài, tôn lên vô cùng nhường nhuyễn. Tất cả học sinh, chẳng phân biệt nam nữ, đều si ngốc nhìn đường nguyệt lão sư trên đài, giống như bị câu hồn. Các học sinh biểu hiện như vậy, đường nguyệt cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác. Ngoài ra, lớp sẽ chào đón một bạn học mới trong học kỳ này, hy vọng các em có thể ở bên nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong khuôn mặt tươi đẹp, cười khanh khách nhìn cửa phòng học nói đường cẩn hành vào đây tự giới thiệu bạn học mới quả nhiên đối với học sinh trung học đơn thuần mà nói lực hấp dẫn của bạn học mới nếu so với mỹ nữ lão sư tới càng lớn đều là đem ánh mắt nhìn về phía cửa đường cẩn hành đứng ở ngoài cửa biểu môi mặc cho hắn sử dụng trăm ngàn phương pháp vẫn không tránh được kết cục bị đường nguyệt mang đến bát thành đường nguyệt tỏ vẻ nếu như đường cẩn hành không cùng nàng đến bát thành cuộc sống sau này đường cẩn hành không có một phân tiền tiêu vặt ha ha chê cười đường cẩn hành lúc này biểu thị chính mình cũng không không lưng vì năm đấu gạo chỉ là một chút nhớ cuộc sống trung học lắc đầu đường cẩn hành đi vào trong phòng học qua wow, đẹp trai quá mẹ con không theo đuổi ngôi sao nữa con yêu sớm ca ca cười có chút xấu xa bất quá mùi mùi ta rất yêu Đường Cẩn Hành vừa đi vào phòng học, lập tức khiến cho nữ sinh trong phòng học quanh động. Thời trung học nữ sinh, vốn là thích nhất thảo luận các loại minh tinh thời kỳ, đường Cẩn Hành không đúng lúc, vừa vặn có một trương lưu manh đẹp trai khuôn mặt. Các bạn học tốt, ta gọi đường Cẩn Hành, giới tính nam, yêu thích nữ, hy vọng có thể cùng các bạn học trở thành bằng hữu. Thanh âm rõ ràng có chút không tình không nguyện, từ bục giảng truyền đến, chỉ là tiếng nói vừa dứt, bạn học nữ vừa rồi còn có chút mê trai, nhất thời á khẩu không trả lời được. Phụ nữ yêu thích. Đây là sở thích nhanh mồm nhanh miệng gì? Cùng bạn học nữ trong mắt ngượng ngùng, ghét bỏ, tiếc hận những cảm xúc phức tạp này bất đồng. Bạn học nam nghe vậy đều hiểu ý cười một tiếng, sở thích giống nhau, cái này không phải có tiếng nói chung sao. Đương nhiên, cũng có nam sinh cố ý hừ lạnh một tiếng. Đó là nam sinh ngồi ở hàng thứ nhất, lúc này nhìn đường cẩn hành trên bục giảng, mặt lộ vẻ khinh thường vừa mới đường cẩn hành đi vào phòng học thời điểm chính là cướp đi vẫn rơi vào trên người hắn chú ý cùng danh tiếng thậm chí lớn lên đều so với hắn tiểu soái vài phần điều này làm cho hắn như thế nào chịu được lúc này hừ lạnh một tiếng để bày ra chính mình không giống người thường nghe người này hừ lạnh dưới đài một gã nam sinh vừa mới còn có thể cười thầm nhất thời biến thành biểu tình hung tợn trừng mắt nhìn đường cẩn hành trên đài một bạch còn có triệu cẩu thối gì nữa sau khi thành công cùng huyền xà đạt thành khế ước đường cẩn hành đối với các loại tầm mắt cực kỳ mẫn cảm thầm nghĩ trong lòng bất quá xuyên qua tới thời gian quá lâu một bạch hắn còn nhớ rõ những kia chó săn vai quần chúng nhân vật hắn thật sự là không nhớ rõ tên đang lúc đường cẩn hành còn ở trên bục giảng nhớ lại chó săn này tên là gì một đạo bàn tay nhẹ nhàng vỗ vào gáy đường cẩn hành giới thiệu cho tốt yêu nữ là cái quỷ gì đôi mắt đẹp của đường nguyệt tỷ hung tợn nhìn chằm chằm đường cẩn hành chỉ là động tác như vậy làm cho một đám nam sinh dưới đài nhao nhao thay đổi sắc mặt sao lại thân mật như vậy đường cẩn hành giới tính nam thích hát nhảy ra bóng rổ không đội trời chung với cờ bạc vàng đâu ồ hoàng thiên tại thượng không đội trời chung với cờ bạc biểu hiện heo chết của đường cẩn hành không sợ nước sôi đường nguyệt tỷ tức giận cắn chặt trăng bạc biểu tình hung tận cảm giác muốn xé nát đường cẩn hành nuốt vào ngược lại dưới đài cười vang một mảnh bạn học năm nhìn về phía đường cẩn hành biểu tình càng thêm thân thiện đặc biệt là hàng cuối cùng người cuối cùng tri âm a bạn học nữ cũng là ý cười dịu dàng mặc kệ nói như thế nào bạn học mới này ít nhất vừa đẹp trai lại hài hước không phải ừm đẹp trai gọi là hài hước xấu xí gọi là giọng vàng hèn mọn cúi đầu quên đi chính ngươi ngồi xuống hàng cuối cùng, vị trí cuối cùng. Đường Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá đường cẩn hành có thể dung nhập lớp học bầu không khí, nàng cũng rất hài lòng. Nàng lần này mang đường cẩn hành đi ra ngoài, chính là hy vọng đường cẩn hành không cần cả ngày ở trên Tây Hồ, đi ra ngoài tiếp xúc nhiều với bạn cùng lứa tuổi. Phía sau cửa sổ, quê hương của vua. Đường cẩn hành đối với vị trí của mình tương đối hài lòng, đồng thời cũng là nghĩ đến. Ngồi ở phía trước mình, chính là một đời bê vương tương lai mạc phàm đúng không đối với mạc phàm đường cẩn hành cho tới nay đánh giá chính là một tòa tháp phòng ngự uy lực rất mạnh nhưng không có đầu óc đợi đường cẩn đi tới chỗ ngồi mạc phàm không nhịn được mở miệng hỏi đường cẩn hành huynh đệ ngươi cùng đường nguyệt lão sư là quan hệ gì a à? lời này vừa nói ra một vòng học sinh bên cạnh đều là vẫn lỗ tai cẩn thận nghe so với nghe đường nguyệt lão sư trên đài giảng bài còn nghiêm túc hơn các ngươi không nhìn ra à? Học sinh ở đây đều hạ giọng kinh hãi, Mạc Phàm cũng có chút giật mình. Ha ha, đường ca đừng nói giỡn, ta gọi ngươi là ca, các ngươi đều họ đường, là tỷ đệ đi. Một đám học sinh trung học bị đường cẩn hành hù dọa sửng sốt, ở nơi này lịch sử học chính là lịch sử ma pháp, địa lý học chính là thế giới phân bố yêu ma, bọn họ nào biết đường cẩn hành nói thật hay giả. Lúc này nhìn đường cẩn hành, trong mắt tràn ngập hâm mộ lại nhìn về phía đường nguyệt thì chỉ còn lại có năm tháng yên tĩnh nguyên lai bạch nguyệt quan cũng là sẽ lập gia đình a đường nguyệt trên đài không biết đã xảy ra chuyện gì bất quá nàng rõ ràng cảm giác được đường cẩn hành một đống nam sinh kia sau một hồi xì xào bàn tán chính là một bộ tiêu sái nhìn thấu hồng trần mắt đẹp nhìn đường cẩn hành trừng một cái ý bảo hắn thành thật một chút về sau tiếp tục bắt đầu giảng bài một buổi sáng đều là môn thực tiễn ma pháp sau khi học xong lý luận tri thức, chính là mang theo các học sinh đi tới sân thể dục thực tiễn huấn luyện. Sân thể dục đương nhiên không phải dùng để tập thể dục. Thích hợp hơn gọi là sân huấn luyện. Sau khi đại bộ phận học sinh đều lục tục đi ra khỏi phòng học, một nam sinh bộ dạng cũng rất chó săn, dưới ánh mắt của một tên mặt trắng nhỏ thắt nơ khác ra hiệu, đi tới bên cạnh đường cẩn hành và mạc phàm. Người mới tới, không ai dạy ngươi làm người làm việc phải khiêm tốn một chút sao? Mặt khác, nên làm bạn với ai, ta hy vọng trong lòng ngươi có chút tính toán. Nói xong đường cẩn hành, tầm mắt lại nhìn về phía mạc phàm. Ngươi một cái tin tử cũng không nắm giữ được, tinh trần càng tối không nhìn thấy, ta không biết ngươi còn mặt mũi nào đến trường, ngươi chờ nghỉ học đi. Ngươi tới đánh trầm rầm, đường cẩn hành và mạc phàm đều sửng sốt. Bất quá đường cẩn hành cũng không có mạc phàm cái loại giả heo ăn thịt hổ, len lén nội cuốn, sau đó kinh diễm tất cả mọi người ý nghĩ lúc này nhìn mạc phàm nói ra các ngươi trường học còn rất thấu tình đạt lý ha trong phòng học còn cho phép nuôi chó nuôi chó người không biết nghĩ như thế nào không cảm thấy ồn ào sao hết chương này chương 4 đường nguyệt tỷ hỏa tư thành động tai nạn dự phòng bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 4 đường nguyệt tỷ hỏa tư bác thành tai nạn phòng ngừa người, người tới nghe được lời đường cẩn hành khuôn mặt đều đen thành đáy nồi nắm đấm gắt gao nắm chặt. Mạc Phàm bên cạnh cũng không phải đèn cạn dầu, lúc trước không muốn để ý tới người này, nhưng không có nghĩa là hắn sợ. Được rồi, Triệu Không Tam nằm sắp xuống, thật sự không được tìm ba con một bạch gọi thức ăn cho chó. Mạc Phàm cũng tiện, nhân tiện mắng một bạch ở xa xa vào, Triệu Không Tam tức giận cùng một bạch ở xa xa, hai người thất khiếu sinh khói, cả người phát run. Tên chó săn Triệu Không Tam này, luận về đường cẩn hành liếm người và mạc phạm đuổi không kịp hắn, luận về mắng chửi, hai người đã trải qua lễ rửa tội trên mạng Lam Tinh, đủ để mắng Triệu Không Tam đến học máu. Triệu Không Tam bị tức giận mất đi lý trí, lúc này liền tiến lên một bước muốn động thủ. Đường cẩn hành không sợ chút nào, huyền xà nhập thân cho dù không phát động, cũng sẽ mang đến cho thân thể hắn sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, xa không phải Triệu Không Tam có thể so sánh được. Về phần mạc phàm, con hàng này từ nhỏ đánh nhau đến lớn, cũng không sai chút nào. Đang làm gì vậy? Còn không mau đi xuống. Lúc này, đường Nguyệt ở cửa cũng chú ý tới tình huống trong phòng học, lập tức lớn tiếng hỏi. Sự xuất hiện đúng lúc của thầy Đường Nguyệt khiến cho Triệu Không Tam mắng lại không thể mắng, đánh lại không dám đánh, thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương cho mình. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Đường Cẩn Hành và Mạc Phạm, hai người khiêu khích đi qua. Một tiếng gầm nhẹ thê lương từ trong cổ họng hắn phun ra, sau đó ra sức đập bàn một cái, đi theo. Đến sân huấn luyện về sau, đường cẩn hành nhìn không được nhiều đánh giá vài lần, xuyên qua đến thế giới này 5 năm, hắn vẫn là lần đầu tiên đi tới trường học sân huấn luyện. Lớn nhỏ cùng đường cẩn hành kiếp trước sân thể dục kém không nhiều lắm, chỉ là dùng trong suốt ma pháp bình phong, phân chia thành bất đồng lớn nhỏ khu vực. Để ngăn ngừa thương tích cho học sinh không có khả năng phòng thủ xem kỹ, hôm nay ta biểu diễn cho mọi người thấy ma pháp hỏa hệ sơ giai hỏa tư. Tất cả đồng học dùng một loại hình bán cung đem đường nguyệt lão sư vây quanh, đều là nhìn về phía trên tay của nàng. Hỏa hệ, là hỏa hệ kỹ năng, mạc phàm ca ngươi hảo hảo học. Trương Tiểu Hầu vẫn đi theo phía sau mạc phàm, kích động lắc lắc mạc phàm mở miệng nói. Chỉ đường nguyệt vẫn duy trì một tư thế thẳng tắp, lặng lặng đứng ở nơi đó, một lát sau một đạo gió nóng, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tất cả mọi người ở đây. Hãy tập trung, bình tĩnh và thanh thản, ngay cả khi tôi đang nói chuyện với bạn ngay bây giờ, tinh thần của tôi có thể hoàn toàn tập trung vào nebula của tôi. Ồ, bụi sao? Theo thanh âm của đường Nguyệt Lão Sư, truyền vào trong tai mỗi một học sinh, mọi người đều là phát hiện nàng kia hơi nóng lê hoa quyển, phát ra một ít rất nhỏ đông đưa. Trong nháy mắt, không ít nam sinh tâm viên ý mã, trong nháy mắt ánh mắt ngây ngốc tại chỗ nóng bỏng so với đường nguyệt lão sư dáng người càng thêm nóng bỏng khí tức vỗ vào các học sinh trên mặt bước cuối cùng để thi triển ma pháp chính là dùng tinh thần lực khóa chặt mục tiêu của ngươi hỏa tư thiêu cùng lúc đó bảy viên tinh tử trong nháy mắt sắp xếp quanh người đường nguyệt lão sư hình thành một đạo quỷ tích sao màu đỏ thẫm cánh tay ngọc tinh tế đột nhiên vung ra trong tay một đoàn hỏa diễm nhanh mảnh giống như mũi tên rời cung chuẩn xác không sai xuyên qua thân thể cọc gỗ hết rồi không có động tĩnh a à, hỏa hệ chỉ có vậy thôi sao sẽ không thất bại chứ trong một mảnh tiếng nghị luận thấp giọng thầy đường nguyệt xoay người mặt hướng về phía các bạn học trên mặt lộ ra một nụ cười tự tin mà tươi đẹp hu 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 đột nhiên thảo nhân trong thân thể thoát ra khủng bố lưỡi lửa lấy một loại nhanh mảnh không thể ngăn cản chi thế trong nháy mắt đem toàn bộ thảo nhân cắn nuốt đưa lưng về phía ngọn lửa kinh khủng, ánh lửa màu đỏ chiếu rọi da thịt đường nguyệt lão sư càng thêm trắng nõn. Nụ cười tự tin tươi đẹp kia, giống như đóa hoa nở rộ trong ngọn lửa, xinh đẹp không gì sánh được. Ngoại trừ đường cẩn hành, tất cả mọi người đều nhìn ngay người. Nhìn về phía đường nguyệt, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ, sùng bái còn có sợ hãi không thể bỏ qua. Thảo nhân kia kiên trì bao lâu? Có một giây hay không? nhân loại cũng không thể kiên trì lâu hơn. Chỉ có đường cẩn hành biểu môi, hắn hiện tại nhìn kỹ năng hỏa tư này, liền cả người khó chịu. Trước khi đoạn tuyệt đại sát chiêu tiền tiêu vặt này, chị Đường Nguyệt cũng không ít lần dùng hỏa tư uy hiếp hắn, còn Mỹ danh viết. Kiểm tra năng lực phòng hộ của lân giáp. Tại phát động huyền xà phụ thể qua đi, bình thường hỏa tư đã không cách nào đối với hắn tạo thành cái gì thương tổn, chỉ là làn da khô ráo cảm giác luôn làm cho hắn không hiểu có chút khó chịu. Đợi các học sinh tỉnh táo lại, nhìn về phía đường Nguyệt Lão Sư, đều là giống như nữ thần đồng dạng cúng bái. Hầm trú ẩn, được chứ? So với những lão đầu tử chỉ biết lý luận kia, mạnh đến không biết đi nơi nào. Lúc trước nghe thấy đường Cẩn Hành cùng Mạc Phạm nói chuyện một đám học sinh, đều là hận không thể ăn sống huyết nhục, thay vào đó ánh mắt nhìn về phía đường Cẩn Hành. Dựa vào cái gì? chỉ dựa vào ngươi đẹp trai hơn chúng ta một chút thời gian kế tiếp ngay tại thời điểm đường nguyệt bình luận mấy vị hỏa hệ học sinh lặng lẽ trôi qua đường nguyệt thân là lão sư bản thân cũng coi như là một tiểu phú bà tự nhiên liền ở bên ngoài trường thuê phòng ở mà đường cẩn hành thì mặt giày mày dạng đi vào đồng dưỡng phu mà hôm nay mới vừa khen xuống cửa biển cũng không thể xám xịt trở về phòng ngủ ai Đường Nguyệt có chút thất vọng thở dài một hơi. Đường Cẩn ngồi trên sofa không rõ nguyên do, nhìn về phía đường Nguyệt hỏi. Sao còn thở dài? Ta thấy đám học sinh hôm nay không phải rất thích ngươi sao? Đường Cẩn Hành không biết từ nơi nào lại mua không ít tôm hùng, ngồi ở trên sofa ăn miệng đầy dầu. Học sinh mạc phàm kia, ta có thể cảm giác được ma pháp thiên phú của hắn rất xuất sắc, sao lại không thể cố gắng như vậy? Nghe vậy, đường Cẩn Hành chớp chớp mắt chị Đường Nguyệt tự hồ thật sự nhập vào thân phận một giáo viên tốt, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng đang nghĩ đến học sinh. Lục một con tôm hùm đỏ rực, thịt tôm trắng nõn chấm dầu đỏ, đường cẩn hành đưa tới bên bờ môi đỏ mọng gợi cảm của đường nguyệt. Tự hồ là phiền lòng, đường nguyệt tỷ có chút kháng cự, nhưng vẫn không chống đỡ được mùi tôm hùm xông vào mũi. Rối rắm một lát, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, một ngụm ăn tôm hùm. Nhìn bộ dáng đường nguyệt tỷ như vậy, đường cẩn hành nhịn không được cười nói. Yên tâm đi, mạc phàm không đơn giản như ngươi tưởng tượng. Hả? Sao ngươi biết? Tông hùng có vị cây, khiến cho đường nguyệt lão sư nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Cảm ứng của huyền xa. Đường cẩn hành cười thần bí khó lường. Nghe vậy, đường nguyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, năng lực và ma pháp của đường cẩn hành, nàng chưa từng nghe thấy, nàng cũng không biết là thật hay giả bất quá nghe đường cẩn hành an ủi tâm tình đường nguyệt không thể nghi ngờ tốt hơn không ít ngồi vào bên người đường cẩn hành cùng nhau chia cắt tôm hùm đường cẩn hành ăn tôm hùm suy nghĩ lại dần dần bay về nơi khác tai họa bác thành đây vẫn là chuyện đường cẩn hành lo lắng trong lòng hôm nay quen biết bao nhiêu bạn học vì vậy mà chết bao nhiêu gia đình lại vì vậy mà tan vỡ nếu như đường cẩn hành vẫn đợi ở hàng châu còn chưa tính nhưng hiện tại đi tới bác thành không có đạo lý trơ mắt nhìn trận tai nạn này phát sinh. Hắn làm không được lạnh lùng như vậy, bằng không lúc trước cũng sẽ không bởi vì cứu người mà chết. Nghĩ vậy, ánh mắt Đường Cẩn Hành kiên định không ít, nói ra: "Chị Đường Nguyệt, chị có số điện thoại của chị Lãnh Thanh không?" "Có, sao vậy?" Đường Nguyệt tỉ tháo găng tay xuống, sau khi lấy điện thoại di động ra, liền gọi điện thoại cho Lãnh Thanh, giao cho Đường Cẩn Hành Cảm ơn thư hữu 2024010373 AB 4 phiếu đề cử. Cảm tạ diệt Gia Thiếu Chủ một tấm phiếu đề cử. Cảm tạ thư hữu 202004031755304641 một trương phiếu đề cử. Cảm ơn mặt tức là 6 phiếu đề cử của Như Lai. Cảm ơn 6 phiếu đề cử ngẹn xương thanh sơn. Hết chương này. Chương 5 Đường cẩn làm được lo lắng, thành thị liệt yêu tiểu đội bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Đường cẩn hành băng khoăn, thành thị săn yêu tiểu đội thanh âm của lãnh thanh tỷ, rất nhanh là từ trong điện thoại di động truyền đến. Này, Nguyệt Nguyệt à, không phải em đi bác thành sao? Có chuyện gì? Tê Hà Thanh Thanh, không phải ta tìm ngươi nha, là tiểu tử đường cẩn hành kia. Đường Nguyệt tỷ cây đầu lưỡi đều có chút tê dại, mơ hồ không rõ sau khi nói xong, nhìn thoáng qua đường cẩn hành. Nguyệt Nguyệt. Thanh Thanh. Đường cẩn hành quả thực bị hai người này xưng hô lôi đến không nhẹ, bất quá lúc này vẫn là trọng sự quan trọng hơn, lúc này tiếp nhận điện thoại di động nói. Chị Lãnh Thanh, em muốn báo cáo. Nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, các loại suy nghĩ liền giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Báo cáo. Báo cáo ai? Mục Hà sao? Mục Hà mặc dù là hổ tân đại chấp sự, coi như là thân ở địa vị cao, nhưng đối với trình độ coi trọng của hát giáo đình đối với bác Thành mà nói, cũng không tính là gì. Không nói tác lãng ở bác Thành lâu như vậy, ngô khổ cũng ở trong bác Thành. Mạo hiểm tố cáo, một khi đã thảo kinh xà, vô luận là hát giáo đình sớm phát động sự biến bác Thành, hay là hát giáo đình triển khai trả thù tỷ đệ hai người bọn họ, đều là đường cẩn hành không chịu nổi. Bọn họ chỉ là một sơ giai pháp sư, cùng một trung giai pháp sư mà thôi. Lãnh Thanh tỷ đối với sự trung thành của thẩm phán hội hắn không chút hoài nghi, nhưng hắc giáo định chỗ nào cũng nhúng tay vào đối với nội bộ thẩm phán hội. Đường Cẩn Hành thật sự không có bao nhiêu tín nhiệm. Huống chi hắn nhỏ giọng, làm sao có thể làm cho thẩm phán tin tưởng, hắn cũng không có chứng cứ thực chất. Một khi triển khai điều tra nhằm vào Bác Thành và Mục Hạ, tiết lộ tin tức cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền. Hơn nữa còn có một điểm hết sức mấu chốt, giờ phút này mình tố cáo Tình báo từ đâu tới đây? Chính mình vừa tới Bác Thành không quá vài ngày, dựa vào cái gì có thể hiểu rõ mưu đồ của hát giáo đình, dựa vào cái gì có thể tìm ra một khối u ác tính. Đường cẩn hành suy nghĩ rất nhanh, nhưng vẫn tốn không ít thời gian sửa sang lại. Này! Này! Đường cẩn hành, còn nghe thấy không? Người tố cáo cái gì? Thanh âm lãnh thanh từ trong điện thoại truyền đến, đường Nguyệt cũng lộ vẻ kỳ quái nhìn đường cẩn hành ta tố cáo. Dưới cái nhìn chăm chú của đường Nguyệt, khóe miệng đường cẩn hành mạnh mẽ liệt kê ra một nụ cười gượng ép, ta tố cáo đường Nguyệt tỷ bắt cóc ta tới bác thành, nhân khẩu bắt cóc các ngươi mặc kệ a. À. Khụ khụ khụ. Đường Nguyệt ở một bên nghe đường cẩn hành tố cáo, bị dầu ớt hung hăng sặc một ngụm, ngay cả nước mắt cũng thiếu chút nữa sặc ra. Đầu bên kia điện thoại, chị Lãnh Thanh cũng im lặng, một lát sau nói. Chị Đường Nguyệt cũng quan tâm đến em, muốn em tiếp xúc nhiều với bạn cùng lứa tuổi nói xong không đợi đường cẩn hành tiếp tục mở miệng đường nguyệt đoạt lấy di động nói thanh thanh không sao ta cúp điện thoại trước a à. dứt lời trực tiếp cúp điện thoại đôi mắt đẹp lộ sát khí nhìn về phía đường cẩn hành khuôn mặt tươi đẹp lộ ra biểu tình như cười như không công hạ là ai vì sao vô cớ kiện cáo bản quan hiểu lầm hiểu lầm đường cẩn hành lúng túng cười nói nói xong không cho đường nguyệt làm khó dễ cơ hội nhanh như chớp chạy về phòng đường cẩn hành đóng cửa phòng sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống hắn hiện tại đối mặt tổ chức phạm tội cũng không phải là cái gì du côn lưu manh mà là một cái quốc tế tính tổ chức phạm tội đây cũng không phải là đơn giản gọi điện thoại tố cáo là có thể hoàn toàn diệt trừ bắt được hai ba bước đi tới trước bàn đường cẩn hành lấy giấy bút nhanh chóng viết lên không bao lâu các loại tên viết đầy tờ giấy. Trong đó có mấy cái tên bị đường cẩn hành đánh dấu, theo thứ tự là Giáo chủ sa răng Nạn nhân thủy hệ ngô khổ Hổ tân đại chấp sự mục hạ Hôm nay sau khi liệt kê ra, đường cẩn hành lúc này mới phát hiện, chuyện này so với trong tưởng tượng còn khó giải quyết hơn. Chỉ bằng vào hai pháp sư siêu, siêu cấp tác lãng và ngô khổ, cũng đủ để đẩy ngang thành phố nhỏ Bắc Thành khó trách nói trận bát thành sự biến khủng bố này, chỉ là một thí nghiệm. Đường cẩn hành nghĩ nghĩ, phát hiện ưu thế duy nhất hiện giờ, chính là địch ở sáng, ta ở tối. Đường cẩn hành sớm hiểu rõ kế hoạch của hát giáo đình, ngược lại có thể sớm làm chút động tác nhỏ. Sáng sớm hôm sau, đường cẩn hành đi tới đại sảnh thợ săn. Ma pháp cao trung so với đường cẩn hành kiếp trước cao trung, sản khoái nhất địa phương ngay tại, khóa có thể muốn đi liền đi chỉ cần có thể phóng thích ra ma pháp, lão sư mới lười quản ngươi tu luyện ở đâu. Đương nhiên, không phóng thích được ma pháp kết cục chính là bị đuổi học. Đại sảnh thợ săn ngược lại rất giống đại sảnh lính đánh thuê trong ấn tượng của đường cẩn hành. Bên trong có một tấm ma pháp bình thật lớn, mặt trên công bố các loại treo giải thưởng, ma pháp bình thời gian thực lăn lộn, mặt trên treo giải thưởng thấp nhất đều là 10 vạn khởi bước, cao lại càng là lên không phong đỉnh. Nhìn phía trên treo giải thưởng, Đường Cẩn Hành đột nhiên phát hiện một vấn đề. Mình đã là Pháp Sư rồi, còn muốn tiền tiêu vặt. Đến đại sảnh thợ săn nhận giải thưởng là được. Quên đi, tất cả đến rồi. Đường Cẩn Hành lắc đầu, vẫn tai nghe quảng cáo tuyển dụng bốn phía. Tiểu đội lão luyện và một Pháp Sư hệ băng, yêu cầu kỹ năng nắm vững thuần thục, lão luyện nhanh thông, tân thủ không dạy học. Phong hệ Pháp Sư, phong hệ Pháp Sư có hay không, yêu cầu có thể một mình dẫn đi độc nhãn ma lan. Chuyên nghiệp tiểu đội chờ một bạo lực GPS, càng bạo lực càng tốt, hỏa hệ lôi hệ ưu tiên, chỉ cần ngươi gia nhập, đó chính là ngồi đếm tiền. Đường Cẩn Hành ở gần đây nghe một vòng, đột nhiên phát hiện cái này cùng mình trước kia chơi game online thời điểm, phó bản cửa vào tổ không kém nhiều lắm. Đại bộ phận pháp sư đều là mang theo bản điều khiển của mình, Nga không đúng, mang theo sơ yếu lý lịch của mình vào tổ. Trên lý lịch sơ lược ghi lại rõ ràng bọn họ đã hoàn thành những ủy thác nào, là thợ săn đẳng cấp gì. Mà như là đường cẩn hành loại này vừa mới tốt nghiệp, hoặc là chưa tốt nghiệp gà mờ, bình thường rất là không được chào đón. Dù sao gà mờ thế nhưng là có vô số loại phương pháp, dẫn dắt mọi người đi hướng đoàn diệt, đây cũng không phải game online, người chết liền thật chết, cũng không có biện pháp chạy thi sống lại. Rốt cục, một đạo chiêu mộ chờ mong đã lâu truyền vào lỗ tai đường cẩn hành đội săn yêu thành phố chiêu mộ một gã thổ hệ hoặc thủy hệ pháp sư yêu cầu lực phản ứng nhanh chóng có thể phóng thích ma pháp phòng ngự cực nhanh nghe vậy đường cẩn hành nhếch miệng cười rốt cục để cho ta tìm được đội săn yêu thành thị không giống với cái khác thợ săn tiểu đội cần khắp núi đồi hoàn thành nhiệm vụ thành thị săn yêu tiểu đội phần lớn thời gian đều là ở trong thành thị tiếp nhận một ít yêu ma ủy thác thù lao tuy không phong phú như tiểu đội săn yêu nhưng thắng ở chỗ an toàn, hơn nửa thù lao cũng không tính là ít. Trong ấn tượng của Đường Cẩn Hành, ngày sau sự biến Bác Thành, yêu ma chính là thông qua vô số địa đạo chui vào Bác Thành. Thành thị săn yêu tiểu đội, không thể nghi ngờ là trước hết tiếp xúc, cũng là nhiều nhất tiếp xúc đến, những này sớm tiến vào thành thị yêu ma đội ngủ. Cười cười, Đường Cẩn Hành lấy từ trong túi ra một cặp kính đeo lên, đi về phía vị trí chiêu mộ của tiểu đội săn yêu thành thị sơ cấp thức tỉnh thủy hệ thổ hệ pháp sư không tính là ít cho nên dù là thành thị liệt yêu tiểu đội vừa mới mở ra chiêu mộ cũng như cũ có không ít người đến đây ứng tuyển thậm chí đã xếp thành hàng ngũ nhưng mà để cho đường cẩn hành há hốc mồm chính là tại sắp đến phiên hắn thời điểm cái kia thành thị săn yêu tiểu đội người đột nhiên mở miệng nói được rồi giải tán đi chúng ta đã chiêu mộ được người chúng ta muốn rồi đường cẩn hành đứng trong đội ngũ trợn mắt há hốc mồm kịch bản không nên phát triển như vậy chứ. Sách mới truy đọc thật sự rất trọng yếu, vang cầu mọi người lật đến cuối cùng một trang về sau, lại lật một chút, cảm ơn nha, hết chương này. Chương 6 Thành thị liệp yêu tiểu đội chiêu mộ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 6 Thành thị săn yêu tiểu đội chiêu mộ không có đạo lý A Đường cẩn hành nhìn đội ngũ phía trước, không phải là người phía trước đều không hợp cách, vẫn đến phiên mình mới phát hiện, nguyên lai ta mới là người bọn họ muốn tìm. Kịch bản có vấn đề. Người có cùng suy nghĩ với đường cẩn hành không ít, lập tức cao giọng phản bác. Chiêu mộ cũng có thể đi cửa sau sau, RNM, trả lại tiền. Nếu bạn phát hiện nội dung có lỗi, xin vui lòng sử dụng trình duyệt để truy nhập. Hoàn thành biến hóa về sau đường cẩn hành, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vô cùng, hơn nữa có một loại không hề cảm tình đạm mạc, làm cho người sống lưng lạnh cả người. Mà đám người trong đội ngũ, lúc này cũng ngay ra như phỏng. Đường cẩn hành cũng không giải thích nhiều, theo một đoàn bạch khí từ trong miệng hắn chậm rãi phun ra, cơ hồ là trong nháy mắt, hình dạng đường cẩn hành liền xảy ra thay đổi. Giống như mực nước đen kịt, nhanh chóng hiện lên trong hai mắt hắn, con ngươi màu đen dần dần nổi lên một tầng vàng ống ánh. Người hoàn thành tuyển dụng là một đầu tóc vàng, cách ăn mặc trên người có chút giống tiểu tử tinh thần, từ quần áo đến quần, đều là kiểu dáng bó sát người. Yêu ma phụ thể. Đó là hệ triệu hoán gì? Ngươi biết không? Người trong đội ngũ còn chưa tản ra, lúc này nghe được lời đường cẩn hành, bắt đầu xì xào bàn tán. Người nọ ngông cùng cười, một tay chọn mái tóc khô vàng trước lông mày. Tuy rằng vì không muốn đã thương người, hắn đem uy lực của hỏa tư giảm đi không ít, nhưng không nghĩ tới ngay cả một chút dấu vết cũng không có. Đường cẩn hành nhìn không được nhíu nhíu mày, tay phải nâng lên, tên lửa giống như đụng vào một bức tường, bị tay phải đường cẩn hành chặn lại giữa không trung. Ta là hệ triệu hoáng. Người tới đẩy đẩy kính mắt nói. Nhưng nghe được đường cẩn hành là hệ triệu hoáng, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể âm ngoan ngoan độc nhìn chầm chầm đường cẩn hành. Còn có thương tổn. Người nọ nghe vậy sửng sốt, sau đó nhìn về phía móng tay sắc bén của đường cẩn hành, nhất thời mừng rỡ như điên hướng về phía lông vàng bên cạnh hô. Mau, lại đến thủy ngự. Phụ trách tuyển dụng người, nhìn không được nuốt một ngụm nước bọt, như vậy ma Pháp đừng nói đã thấy qua, mà ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Rốt cuộc là gặp qua yêu ma, tại ngắn mũi khiếp sợ qua đi, ngược lại là nhanh chóng phản ứng lại. Cái kia, ta có thể tới thử một chút không? Một ít yêu ma cấp nô bộc bình thường, phỏng chừng cũng không bằng thân thể thiếu niên trước mắt này đều không phải tóc vàng thủy hệ kia thấy có người khiêu chiến lại đưa tay sửa lại tóc mái ánh mắt không có tác dụng gì dưới tóc mái lộ ra một cổ bất thiện có nên nói hay không người này còn rất đẹp trai đáng tiếc bọn họ là đội săn yêu thành phố không phải tuyển chọn nam đoàn đám người xếp hàng trong nháy mắt lặng nhắc như tờ tốc độ như vậy đúng là bọn họ không thể so sánh Người nọ vừa định mở miệng giải tán đám người, liền nghe được một đạo thanh âm. Hỏa tư thiêu thiêu. Bất quá vẫn là mở ra một phiến thủy thuẫn. Nhìn thấy trong tay đường cẩn hành, ngay cả một chút dấu vết cháy đen cũng không có, khóe mắt người này cũng hơi co giật. Tổn thương có cần kiểm tra không? Ngươi quả nhiên đang đùa ta phải không? Người nọ vừa mới sắc mặt hơi chút dễ nhìn vài phần, lúc này nhất thời lại đen như đáy nồi. Lấy một bầu nhiệt huyết sao? cảm ơn trùng tộc chúa tể bốn tấm vé đề cử. Huống chi, đây còn là sơ giai đệ nhị cấp thủy ngự, từ này mượt mà trình độ đến xem, phòng ngự hiệu quả cũng sẽ không quá kém. Năm ngón tay khép lại, lấy tay làm đao. Dựa vào cái gì? Chúng ta xếp hàng lâu như vậy, ngươi cũng không có nhìn xem ma pháp của ta. Thổ hệ sơ giai có địa ba chậm tốc độ khống chế, thủy hệ sơ giai có thủy thuẫn phòng ngự, những kỹ năng này chính là bọn hắn hiện tại thiếu hụt nhưng người phụ trách chiêu mộ này không hiểu sao lộ ra một cổ vẻ mặt thất vọng biểu tình che giấu rất tốt nếu như không phải đường cẩn hành cách rất gần phỏng chừng hắn cũng khó có thể phát hiện sau đó dòng nước giống như tơ lụa trống rỗng hiện lên dòng nước ở trước người hắn hội tụ thành một cái thủy thuẫn mực mà lần này không còn ai có ý kiến được rồi được rồi bò cảm ơn sáu phiếu đề cử của hiểu thanh phong ngươi đùa ta người nọ sắc mặt tối sầm. 109, 96 106, 91 Vừa nói, vừa nhường ra một mảnh đất trống, nói với người bên cạnh. Cho bọn họ triển lãm. Bất quá đường cẩn hạnh cũng không an tâm chỉ làm một chữ T, muốn làm cũng là cùng bạo tê, thương tổn thản độ hai tay bắt. Lực phòng ngự lân giáp của ngươi thế nào? Triệu hoáng thú là mấu chốt của hệ triệu hoáng, một con thú triệu hoáng tốt, có thể khiến sức chiến đấu của hệ triệu hoán vượt xa Pháp Sư cùng giai bình thường. Anh có lịch sự không? Sao lại là hỏa hệ? Nhìn ta xem, ta rất nhiều nước. Tầng tầng gợn sóng qua đi, thủy thuẫn như là sôi trào, trong nháy mắt bắt đầu khởi động. Đường cẩn hành trong nháy mắt, chính là một cái thủ đao nặng nề bộ ở trên thủy thuẫn, lực lượng cực lớn khiến thủy thuẫn trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hệ triệu hoán Người tuyển dụng sửng sốt nhìn không được đánh giá đường cẩn hành vài lần mở miệng hỏi ngươi là thủy hệ hay thổ hệ người tuyển dụng nhìn người tới hỏi người này tự nhiên là đường cẩn hành nhìn mái tóc vàng kia vẫn vén lên hắn không biết như thế nào cũng nhiễm động tác đẩy kín mắt người nọ gật gật đầu sau đó điểm điểm hỏa hồng tinh tử tại chu vi thân liên thành tinh quỷ hồng quang từ chu vi thân thể hắn sáng lên một đạo nhanh mảnh hỏa tiễn nháy mắt bắn về phía đường cẩn hành ta biết ngươi rất vội, nhưng ngươi đừng vội. hệ triệu hoán của ta có chút quái, ta có thể tiến hành yêu ma phụ thể. đường cẩn hành giải thích cho hắn. Ngươi tuyển dụng nhìn người nói chuyện, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. thật đúng là có người đi lên khiêu chiến. đây là hàng ghế đầu khiến người ta an tâm a. À. bất quá náo loạn như vậy, người phụ trách chiêu mộ của đội săn yêu thành phố cũng chỉ đành mở miệng nói. các ngươi không phục tự mình nhìn xem tốc độ phóng thích ma pháp và lực phòng ngự ma pháp của ai có thể vượt qua hắn. Lực phòng ngự như thế nào, thử xem không phải sẽ biết. Đường Cẩn Hành tự tin nói. Làm pháp sư gia giòn cả đời, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới còn có cách chơi của chiến sĩ. Đỉnh đầu tráng hai bên, rõ ràng có hai cái trống bọc, giống như sừng đồng dạng, sau lưng chỗ dĩ nhiên hiện lên một cây đuôi rắn, hai tay móng tay trở nên thon dài mà sắc bén, giống như móng vuốt sắc bén bình thường bất quá là mấy cái hô hấp thời gian đột nhiên nghe được rào một tiếng toàn bộ thủy thuẫn trong nháy mắt giải thể biến thành đầy đất vết nước hắn hiện tại cảm giác đối mặt không phải một cái nhân loại mà là một cái hình người yêu ma làn da trên người dần dần trở nên tái nhợt lần giáp hình thoi dần dần phủ lên da thịt của hắn thẳng đến khi bao bọc hai bên má nhìn thấy một màn như vậy cái kia chiêu mộ người nhất thời ánh mắt sáng ngời lúc này đối với đội ngũ hô to đều tán, đều tán, chiêu đến người, không cần xếp hàng. Thủy ngự Thủ hộ Tóc vàng bên cạnh cũng nhìn không được cười nhạo một tiếng. Nhìn cái gì, thủy thuận thủy của ta rất nhiều, lực phòng ngự rất tốt. Người nọ nhướng mày, thuận thế nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người, kể cả đường cẩn hành đều nhìn về phía người nọ. Tóc vàng u oán nhìn thoáng qua hắn, sau khi hắn nhìn thấy lực phòng ngự của đường cẩn hành, chính là hiểu được mình đã không còn cơ hội. Nghe người này nói, một bên tóc vàng có chút nóng nảy, dưới kích động, tóc mái đều kéo đứt mấy sợi. Người hỏi ta. Ta ngay cả triệu hoán hệ cũng chưa thấy qua. Người bên cạnh trận mắt nói. Ta không có triệu hoán thú. Đây chính là yêu ma phụ thể của ta. Sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, hỏa tiễn màu đỏ này giống như đậu hũ nổ tung trong tay đường cẩn hành. Nói đùa cái gì, thân thể có thể khiên hỏa tư, tay đào có thể bổ bào thủy ngự ngoan nhân, bọn họ lấy cái gì đi tranh? Triệu hoán thú của ngươi là cái gì, nếu như đủ tư cách, vậy chúng ta mời ngươi. Cảm ơn một vé giới thiệu cho cừu trên sao mộc. Cảm ơn một tấm vé tháng của Quy Ưu Bạch. Hết chương này. Chương 7 KTV án mất tích kiện Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 ktv mất tích án kiện đợi đến khi đám người tản đi cái kia tóc vàng cũng là không muốn đợi lâu nhanh như chớp chính là không thấy bóng dáng Đường cẩn hành bất động thanh sắc sờ sờ trán mình lại nhìn đuôi trắng phía sau trải qua một đoạn thời gian tu luyện chính mình biến phía sau bộ dáng ngược lại là càng hướng huyền xà tới gần chỉ là trên trán nhô lên là tình huống gì mình là cái gì tiểu long nhân sao bất quá xác thực đồ đằng huyền xà cùng thanh long cũng có quan hệ họ hàng đường cẩn hành không có nghĩ nhiều lân phiến tái nhật trên người dần dần ẩn mật dưới làn da trên trán nhô lên cùng đuôi rắn phía sau cũng chậm rãi thu hồi trong cơ thể đường cẩn hành lại dần dần biến thành bộ dáng đẹp trai như vậy chỉ là người nọ nhìn đường cẩn hành không biết có phải bị biến thân trước đó của đường cẩn hành ảnh hưởng hay không hắn cảm giác khí chất đường cẩn hành lúc này lộ ra một cổ âm nhu cùng tàn nhẫn bất quá mặc kệ nói như thế nào Cuối cùng cũng chiêu mộ được một đồng đội đáng tin cậy, người nọ tiến lên một bước, có chút quen thuộc ông lấy cổ đường cẩn hành nói. Sau này chúng ta chính là đồng đội, ta gọi từ Đại Hoang, là người sau này đội trưởng, như người thấy, ta là một gã hỏa hệ pháp sư. Ông lấy cổ đường cẩn hành, một bên tự giới thiệu, một bên liền hướng về vị trí đội viên của mình trong đại sảnh thợ sang đi đến. Đối với hành vi quen thuộc như vậy, đường cẩn hành có chút bất đắc dĩ bất quá cũng không chán ghét, ngày sau phải kề vai chiến đấu, từ trước đến nay quen thuộc vẫn tốt hơn muộn hồ lô. Lê Văn Kiệt, Phong Hệ Một gã thanh niên xem như tiểu soái lắc lắc tóc, có chút lẳng lơ nói. Đường cẩn hành nhất thời cảm giác, hắn rất thích hợp tổ đội với tiểu tử tinh thần vừa rồi. Thải đường, băng hệ, lý lịch sơ yếu lý lịch của ngươi trống rỗng một mảnh, hy vọng ngươi không cần bởi vì năng lực của mình mà quá mức lỗ mãn quá mức lỗ mãn người sống không lâu dài vô luận mạnh yếu một nữ tử trong trẻo nhưng lạnh lùng nói cùng ma pháp của nàng giống nhau rét lạnh vô cùng xin chào ta là tiểu khả thủy hệ pháp sư một cô gái nhìn như nhu nhược ngọt ngào cười nói hả thủy hệ đường cẩn hành sửng sốt nhìn về phía đội trưởng từ đại hoang có vấn đề gì sao từ đại hoang nhún vai thêm một thủy ngự sinh mệnh sẽ được bảo đảm." Nga. Đường Cẩn Hành như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quả thật dưới tình huống không có tê, thêm một tầng khiên vẫn là rất mấu chốt. "Yên tâm đi, bình thường chúng ta vẫn là rất nhẹ nhàng, dù sao chúng ta là thành thị đội săn yêu, không phải thành thị quản gia, không cần cùng tiểu thương nhỏ đấu trí đấu dũng." "Được, nhưng mà lúc em nói chuyện, tóc có thể không lắc tới lắc lui được không?" "Thế nào?" Lê Văn Kiệt lại hất tóc hỏi. Tóc của ngươi đều bay đến trên mặt của ta, đổi nhãn hiệu dầu gội đầu đi, bằng không không đến 30 liền hói đầu rồi. Đường Cẩn Hành nói xong, đem trước mắt một sợi tóc phiêu đảng phất đi. Lê Văn Kiệt nghe vậy động tác cứng đờ, tóc sau đầu nhất thời không dám lộn xộn. Tiểu khả ở một bên thấy thế, nhìn không được cười trộm. Ngay cả thải đường lạnh như băng cũng mỉm cười. Ngay khi mấy người nói chêm chọc cười, từ đại hoang ở một bên nhận điện thoại, sắc mặt đại biến. Mất tích hai ngày. Sao bây giờ mọi người mới nói? Được rồi, chờ chúng tôi tới. Dứt lời, từ đại hoang cúp điện thoại, sắc mặt âm trầm nhìn mọi người nói. Đi thôi, mặc dù rất muốn chúc mừng một chút thành viên mới gia nhập, nhưng vẫn phải ra nhiệm vụ. Đến rồi. Ánh mắt đường cẩn hành ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là không biết là yêu ma bình thường làm loạn, hay là cùng hát giáo đình có chút quan hệ. Đang lúc mấy người đi ra thành thị thợ săn đại sảnh thời điểm, một gã nhụm tóc vàng, nhìn qua sạch sẽ thanh niên, hướng về mọi người chào hỏi. Từ đội trưởng, lại có nhiệm vụ. Tên người này thật quen mắt, đường cẩn hành nhìn không được nhìn thêm hai mắt. Sau đó tên tóc vàng kia lại thấy đường cẩn hành, nói. Cố lên, tiểu tử, ta coi trọng ngươi. Đợi đến khi mấy người ngồi lên xe, từ đại hoang nhìn đường cẩn hành vẻ mặt nghi hoặc, mới mở miệng nói. Không nhận ra. Chính là thủy hệ pháp sư vừa rồi a. À. Nghe vậy, đường cẩn hành nhất thời trừng lớn hai mắt, thanh niên sạch sẽ vừa rồi, là tiểu tử tinh thần lúc trước. Anh đùa tôi à? Không đúng, hai người đều biết nhau. Tiểu khả bên cạnh cười khanh khách nói. Mỗi lần tuyển dụng đều phải xếp thành hàng dài sát hạch, đội trưởng cảm thấy phiền toái liền nghĩ ra, an bài một diễn viên, hoặc là nói ngưỡng cửa, chỉ cần vượt qua hắn là đủ tư cách. Đường Cẩn Hành Đường xá thành thị sâu, tôi phải về nông thôn. Bác thành vốn không lớn, không bao lâu sau mấy người đã tới đích. Đây là một KTV, nghe nói là có người đi hầm rượu dưới lòng đất lấy rượu về sau, liền không còn đi ra nữa, nhân viên công tác cũng chỉ dám tra theo dõi, không dám mạo hiểm tiến vào dưới lòng đất xem xét. Đường Cẩn Hành nhìn đèn quảng cáo màu hồng phấn trước cửa, mặt trên in ba chữ to thời gian tốt, dần dần lâm vào trầm tư. Tốt như thế nào, nói tỉ mỉ một chút. Đoàn người rất nhanh tiến vào dưới đất, hầm rượu nhiệt độ rất thấp, phối hợp với vừa mới mất tích một người khủng bố bầu không khí, làm cho người ta lông tơ dựng thẳng. Ở cửa hầm rượu, mọi người cảm nhận được bên trong truyền đến từng trận âm phong, đưa tay không thấy năm ngón hắc ám quả thực có chút dọa người. Lê Văn Kiệt Cậu nói lát nữa chúng ta đi, có thể thêm một người hoặc ít một người hay không tiểu khả nghe vậy tiểu cô nương vốn ông nhu yếu ớt nhất thời có chút sợ hãi bắt lấy ống tay áo thải đường bên cạnh thấy thế làm đội trưởng từ đại hoang ngược lại là thập phần đáng tin cậy đối mặt không biết hắc ám hắn trực tiếp đứng ra mở đèn một bên nhỏ có thể thấy được ánh đèn ngược lại thở phào nhẹ nhõm buông lỏng ống tay áo đang nắm chặt đi vào trong hầm rượu chưa đi được bao xa mọi người đã có phát hiện đó là một sợi tơ đen, trên sợi tơ đen đã bị kéo ra mấy cái lỗ lớn, thoạt nhìn hương diễm vô cùng. Nếu không có cái chân trong Black Seal. Nhìn từ đội trưởng từ dưới kệ hàng lấy ra một chân, đường cẩn hành nhất thời cảm giác trong dạ dày quả thực khó chịu. Cái chân này rõ ràng là bị cắn xé xuống, gốc thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng dấu răng, máu tươi đã sớm chảy khô, bởi vì trong hầm rượu nhiệt độ khá thấp nguyên nhân, ngược lại là còn không có hư thối có thể là bởi vì dần dần chuyển hóa hướng về huyền xà đường cẩn hành phát hiện mình so với trong tưởng tượng càng thêm máu lạnh nhìn hình ảnh tàn nhẫn này cũng chỉ là có chút khó chịu mà thôi ngay cả mấy đội viên khác của đội săn yêu thành phố cũng có chút kỳ quái nhìn hắn một cái người mới lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này không bị sợ hãi và phẫn nộ làm choáng váng đầu óc thật sự là hiếm thấy đột nhiên đường cẩn hành nhận thấy một cổ khí tức kỳ quái thần sắc nhất thời ngưng tụ nói đến rồi đến rồi tất cả mọi người nghe vậy đều là làm tốt tư thế chiến đấu nhưng ước chừng qua hơn nửa ngày vẫn không có động tĩnh gì sắc mặt mấy người đều có chút không nhịn được nhìn về phía đường cẩn hành đường cẩn hành không có nhiều lời huyền xà man cho hắn yêu ma cảm ứng sẽ không sai lân giáp tái nhợt trong nháy mắt bao phủ toàn thân một quyền mạnh mẽ đánh vào tủ rượu trước mắt từng dãy tủ rượu trong nháy mắt giống như quân domino toàn bộ ngã xuống đất, mặt đất tràn đầy bình rượu vỡ vụn. Mùi rượu nồng nặc tràn ngập trong không khí, cơ hồ làm cho người ta ngửi một ngùng, cũng cảm giác đầu óc choáng váng. Thành thị săn tiểu đội đều là ngừng thở, nhìn tủ rượu cuối cùng. Sau khi không còn chướng mắt tử quý ngăn cản tầm mắt, một con quái vật khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Hết chương này. Chương 8 Ca, Ngươi có phải hay không có cái gì nghề phụ a? À? Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8. "Ca, ngươi có phải hay không có cái gì nghề phụ a?" À? hai mắt đỏ tươi, trải rộng tơ máu đỏ thẫm, theo ánh mắt chuyển động, làm người ta cảm giác ghê tởm. Con ngươi ước chừng to bằng quả bóng rổ, lúc này gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, miệng to như chậu máu mở ra, nước bọt sền sệt từ khóe miệng nó nhỏ xuống. Trên hàm răng sắc bén của nó, còn treo lồng màu tím một màn buồn cười này, cũng không có ai cười được. Cổ to bằng cái cây một người ôm, nối liền với đầu khó có thể phân biệt. Nhìn mọi người, cái miệng rộng của quái vật này chậm rãi khép lại, tiếng tung ục đáng sợ từ trong thân thể nó phát ra, thịt mỡ toàn thân mắt thường có thể thấy được đang co rút lại, giống như đang tích tụ cái gì. Năng lượng rất nhanh đã tới điểm giới hạn, một đạo hào quang màu đỏ thẳm bắn về phía mọi người. Tán Đội trưởng từ lập tức cao giọng hô đường cẩn hành cũng không ngu xuẩn tuy rằng thân thể cường đại nhưng không có đạo lý công kích gì cũng cứng rắn kháng cự lập tức lăn lộn né tránh tia sáng màu đỏ tươi này một giây sau mặt đất nơi mọi người đang đứng xuất hiện một cái động cháy đen khói trắng từ mặt đất bay lên nhìn hắt động trên mặt đất đường cẩn hành trong lòng nhất thời có phán đoán công kích hắn như vậy cũng không thành vấn đề nhất thời cước bộ vừa đạp lấy tốc độ cực nhanh hướng quái vật này phóng đi cái lồng màu tím trên hàm răng quái vật này làm hai mắt đường cẩn hành đau nhói. Ba thích đánh bạc, mẹ bị bệnh, em trai nhỏ tuổi, cô hiểu chuyện. Quần áo bên người của nàng không nên trở thành chiến lợi phẩm của loại quái vật như ngươi. Hai mắt quái vật đỏ tươi nhất thời nhìn về phía đường cẩn hành, hào quang đỏ thẩm lại bắn về phía đường cẩn hành. Thủy ngự, hóa giải. Sau khi bình rượu vỡ nát, thủy nguyên tố trong hầm rượu rất đầy đủ lực phòng ngự thủy ngự của tiểu khả lại tăng lên một cấp bậc. Một đạo thủy thuẫn hỗn tạp các loại màu sắc, giống như cột tai, xuất hiện ở trước mặt đường cẩn hành. Ánh sáng bắn ra kia, sau khi đánh trúng thủy thuẫn cột tai, liền bị phân giải trong nháy mắt, năng lượng màu đỏ tươi dưới tầng tầng gợn sóng của thủy thuẫn, rất nhanh đã bị bóc lột hầu như không còn, hóa thành vô số giọt nước nhỏ xuống dưới chân đường cẩn hành. Phong quỷ Tật hành thanh âm lê văn kiệt đồng dạng từ phía sau truyền đến theo thanh âm của hắn hạ xuống một đạo gió lốc màu xanh bao vây ở lòng bàn chân đường cẩn hành đường cẩn hành vốn tốc độ không chậm nhất thời tốc độ lại tăng lên một bậc hơn nữa bởi vì bốn phía ẩm ướt tốc độ của đường cẩn hành nhanh hơn bình thường không ít chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt quái vật bác cực băng đường cẩn hành bạo khởi một quyền trực tiếp nện vào mặt quái vật vốn là nhô ra hai mắt ở đường cẩn hành một quyền dưới càng là giống như muốn nổ ra bình thường. Quái vật thân hình khổng lồ, cơ hồ là trong nháy mắt đã bị đường cẩn hành đánh bay ra ngoài. Từ đội trưởng đang chuẩn bị ma pháp, nghe được thanh âm đường cẩn hành, ma pháp thiếu chút nữa bị cắt đứt. Ngươi mẹ nó, bác cực băng là cái quỷ gì, xuyên đài đi. Không có biện pháp a, à, tất cả mọi người có kỹ năng hô, đường cẩn hành cũng muốn hô chút gì đó, vung quyền cũng càng có khí thế không phải cũng may từ đội trưởng làm đội trưởng nhiều năm như vậy cũng coi như là một ma pháp sư thâm niên mặc dù bị đường cẩn hành có ảnh hưởng nhưng vẫn phóng thích ra ma pháp của mình thậm chí còn dự đoán điểm rơi của quái vật hỏa tư bên dưới bề ngoài to lớn của từ đại hoang hiển nhiên cũng cất giấu một trái tim lẳng lơ mũi tên đỏ rực nháy mắt đi tới bên cạnh quái vật kia lúc này đội trưởng tự mới chậm rãi phun ra hậu tố kỹ năng bạo liệt Ngọn lửa cùng bạo trong nháy mắt nổ tung, giống như lựu đạn, ánh lửa màu đỏ thẫm trong nháy mắt nuốt hết tất cả mọi thứ trong đường kính ba mét. Nhiệt độ nóng trực khiến cho cồn trên mặt đất nhanh chóng bốc hơi, nếu như không phải đường cẩn hành lui đủ xa, lần này phỏng chừng cũng không dễ chịu. Lần sau có thể chú ý ta một chút hay không? Đường cẩn hành bất mãn quay đầu nói với từ đội trưởng. Người bác cực băng đều biết, còn sợ lửa. Từ đội trưởng nói đùa. Lúc này thanh âm băng lãnh của thải đường truyền đến. Đây là một con chuột tanh mắt to, là tay giỏi đào hầm, bình thường sinh hoạt ở cống thoát nước hoặc trong đống rác, cổ sẽ duỗi dài, mắt sẽ phóng ra chùm sáng, nhưng lá gan rất nhỏ, bình thường sẽ không tập kích nhân loại. Nghe được thanh âm của thải đường, đường cẩn hành nhất thời đồng tử co rụt lại, quả nhiên như thế. Mấy người tuy rằng nói chuyện với nhau, nhưng đều không buông lỏng cảnh giác, ánh mắt vẫn nhìn chầm chầm ngọn lửa thiêu đốt kia. tiếng gào thét thê lương từ trong hỏa diễm truyền đến sau khi gặp phải công kích như vậy con chuột tinh mắt khổng lồ vốn nên nhát gan sợ chết lại lựa chọn bạo phát lực lượng cuối cùng tiến hành liều chết đánh cược một lần thân hình to lớn hướng về mọi người đụng tới giống như một chiếc xe hơi nhỏ tiểu khả thủy ngự mau đội trưởng từ đại hoang biến sắc vội vàng hô bọn hắn hiện tại nhường không được một khi tránh ra phía sau chính là cầu thang để cự nhãn tinh thử bò đến mặt đất, mặt đất nhưng đều là tay trói gà không chặt người bình thường. Tiểu Khả thần sắc hoảng hốt, lập tức dùng ý niệm nối liền thủy hệ tinh quỷ. Chỉ là dưới sự khẩn trương, thủy hệ tinh quỷ này lại bị kẹt, chậm hơn bình thường một phần. Biểu hiện dị thường của cự nhãn tinh thử đánh cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Chỉ có Đường Cẩn Hành, cái gì cũng không hiểu hắn, không có rơi vào thường thức cạm bẫy, từ đầu đến cuối liền không có buông lỏng qua đối với cự nhãn tinh thử cảnh giác. Một bước đi ra ngăn ở cự nhãn tinh thử trước, con người đen kịt, đồng tử vàng ống ánh giống như mặt trời sáng chói. Sợ hãi nhìn chăm chú. Trong mắt con chuột tinh mắt khổng lồ, một đạo xà ảnh màu mực khổng lồ hiện lên sau lưng đường cẩn hành, xà đồng khủng bố gắt gao nhìn chầm chầm nó. Cự xà xoay quanh, thân thể che khuất bầu trời. Xà tính tử màu đỏ tươi đánh thẳng vào linh hồn, đến từ sâu trong huyết mạch sợ hãi, dĩ nhiên khiến cho cự nhãn tinh thử quên đau đớn trên người, hai mắt đỏ thẩm dĩ nhiên khôi phục một tia thanh minh. Thừa dịp trong nháy mắt này, đường cẩn hành lập tức lấn người tiến lên. Nằm ngón tay như móng vuốt, lời nói ấm áp móc tim móc phổi, cơ hồ là trong nháy mắt, đã bị đường cẩn hành trút xuống. Máu tươi đỏ sẫm không ngừng từ trong thân thể của cự nhãn tinh thử phun ra, mặt đất, vách tường, quần áo của đường cẩn hành, gương mặt đều là bị máu tươi nhuộm đỏ một màn tàn bạo như thế, cơ hồ là nhìn đến ngay người đội viên đội săn yêu thành thị. Bình thường săn giết yêu ma, bất quá là ma pháp oanh kích, nào có thủ pháp như vậy. Một lát sau, thẳng đến khi máu bắn lên người đường cẩn hành đều chuyển lạnh, đường cẩn hành mới dừng động tác trong tay. Lúc này cự nhãn tinh thử, đã chết không thể chết nữa, đường cẩn hành trong kẻ tay, còn lưu lại không ít thịt vụn cùng nội tạng của cự nhãn tinh thử. Hoàn thành nhiệm vụ kết thúc công việc, tiểu khả lấy chút nước rửa mặt cho ta. Đường cẩn hành xoay người, nhưng mà một đám đội viên nhìn bộ dáng của hắn, cũng đồng loạt lui về phía sau một bước. Cả người chính diện thân thể đã bị máu tươi nhuộm đỏ, vô luận là quần áo hay là gương mặt, thậm chí còn chưa khô máu tươi, còn theo góc áo của hắn nhỏ xuống. Sát nhân mà biến thái nhất trong phim, cũng không gì hơn cái này. Cũng may lá gan đi theo ngũ quan, nhìn khuôn mặt tuấn giật của đường cẩn hành, tiểu khả vẫn cố lấy dũng khí, triệu hoán ra một dòng nước sạch sẽ. Lê Văn Kiệt ở một bên cũng cố lấy dũng khí hỏi. Anh bạn, cậu có nghề phụ gì không? Cảm ơn 10 phiếu đề cử của Hạo Nhiên. Cảm ơn trùng tộc chúa tệ 4 tấm vé đề cử. Cảm ơn 3 tấm vé đề cử của Phong Thanh Phong. Cảm tạ, nghẹn chết ma thần chân quân một tấm phiếu đề cử. Cảm ơn 6 tấm vé đề cử của Thiên Băng Thiên Hạ. Hết chương này chương 9 Hàng năm khảo hạch tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 9 Hàng năm khảo hạch tới thẳng đến khi đem vết máu trên mặt rửa sạch không ít, đường cẩn hành đột nhiên có một loại cảm giác phản phất đã qua mấy đời. Chính mình vừa rồi là làm sao vậy? Máu của con chuột tinh mắt khổng lồ kia lại làm cho mình cảm thấy có chút thơm ngọt ngon miệng. Huyền xà đại ca nguyên lai like hảo khẩu vị này sao? Nhìn thi thể khổng lồ của chuột tanh mắt to, đường cẩn hành vuốt ve cầm, không khỏi nghĩ đến. Con chuột này nướng lên, so sánh với mùi vị của con chuột trúc thì thế nào? Thành thị thợ săn tiểu đội một đám thành viên, nhìn đường cẩn hành lại đối với cự nhãn chuột tanh thi thể lâm vào trầm tư, không khỏi nhao nhao rùng mình. Bất quá, đường cẩn hành cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ chuột nướng than dù sao chuột này vừa ăn thịt người, trong lòng đường cẩn hành vẫn có chút chán ghét lần sau tìm một đầu không ăn thịt người nướng một cái. Rất nhanh, mọi người đã tìm được huyệt động mà cự nhãn tinh thử đào ra trong góc. Trong huyệt động ẩm ướt đáp đáp, một mảnh nhâm đen, nhìn không ra thông hướng nơi nào. Đóng kín nơi này hẳn là không thành vấn đề. Từ đội trưởng nhìn một chút tình huống trong huyệt động, mở miệng nói. Hắn cũng không dám liều lĩnh trực tiếp dùng ma pháp, đem động cuộc đánh sập, quỷ biết có thể hay không dẫn đến phía trên sạc lở thuật nghiệp có chuyên môn, loại chuyện này vẫn là giao cho đại đội kiến trúc đi. Khi mọi người chuẩn bị rời đi, đường cẩn hành đột nhiên mở miệng nói. Chờ một chút. Tần tần lân phiến lần nữa bao vây thân thể đường cẩn hành, trong khoảnh khắc, huyền xà phụ thể lại một lần nữa phát động. Thấy tình huống này, mọi người tiểu đội săn yêu quả thực bị dọa nhảy dựng, lập tức sẵn sàng đón địch quân địch nhìn về phía sâu trong động quật. Làm sao, còn có yêu ma sao? Từ đội trưởng rõ ràng có chút khẩn trương, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Yêu mà không có yêu khí mới là đáng sợ nhất. Mấy người khác cũng rõ ràng cổ họng lăn lộn, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lại thấy đường cẩn hành cái gì cũng không nói, cổ nén đau đớn ở trên cánh tay kéo xuống một khối vẫy. Nhất thời trên cánh tay tái nhợt, máu tươi chảy ròng, theo hoa văn hình cạnh nhỏ xuống mặt đất. Sau khi huyền xà nhập thể, đường cẩn hành đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình cũng tàn nhẫn. Lông mày cũng không nhíu một chút, trực tiếp ném vẫy trong tay vào sâu trong động quật. Không có việc gì, như vậy yêu ma bình thường hẳn là không dám tiến vào thông đạo này nữa. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, sau đó thân thể cũng trầm tĩnh lại, có chút không nói gì nhìn về phía đường cẩn hành. Đại ca, ngươi thật đúng là đem chính mình trở thành yêu ma. Còn đánh dấu trên địa bàn. Đường cẩn hành cười cười không nói lời nào, lân phiến của mình khuyên can mãi, cũng là có quan hệ họ hàng với huyền xà đồ đằng, đối với lực uy hiếp của yêu ma nhỏ yếu, không thể nghi ngờ thập phần khủng bố. Lúc này thù lao chia đều cũng không thấp, ước chừng có hai vạn đồng. Đã vượt qua tiền tiêu vặt của hắn, đường cẩn hành nằm trên sofa trong nhà, lệ rơi đầy mặt. Chính mình rốt cuộc vì cái gì, muốn chạy tới bác thành cùng đám người điên kia đấu trí đấu dũng a Ngay khi đường cẩn hành hối hận, chị đường nguyệt cũng tan học về đến nhà sao hôm nay cậu không đi học vừa đóng cửa lại nhìn đường cẩn hành nằm trên sofa đường nguyệt liền nhìn không được mở miệng chất vấn mà pháp ta đã sớm có thể phóng thích a à, đi học lớp gì đường cẩn hành nằm ở trên sofa ưu nhã thể hiện sự thông dong của học bá nghe vậy đường nguyệt cũng sửng sốt giống như đúng là đạo lý như vậy ngược lại lại hỏi vậy ngươi hôm nay đi đâu trừ bảo an lương đi bảo vệ quốc gia Đường Nguyệt Tỷ xem thường, đối với đường cẩn hành đánh chết một con gián, đều được xưng là đánh chết chúa tể trùng tộc, nàng nửa chữ cũng không tin. Đá văn dày cao gót trên chân, đôi chân nhỏ trong suốt so với gạch men sứ màu trắng càng thêm trắng nõn, hai ba bước đi vào toilet trước cửa. Thấy thế, khóe miệng đường cẩn hành hiện lên một nụ cười, quần áo dính đầy máu tươi hôm nay, còn toàn bộ ngâm mình trong toilet. Quả nhiên, đường Nguyệt vừa mới vào toilet, Lập tức bộc phát ra một tiếng thét chói tai. Giống như điên cuồng chạy tới sofa, lật tới lật lui đường Cẩn Hành đang nằm. Sao lại nhiều máu như vậy? Anh đi đâu vậy, bị thương ở đâu? Đường Cẩn Hành quả thực không nghĩ tới, phản ứng của Đường Nguyệt Tỷ lại lớn như vậy, trong lòng một trận cảm động đồng thời nhìn không được mở miệng nói. "Chị, đừng lật nữa, không bị thương cũng bị chị làm ra vấn đề." Lúc này Đường Cẩn Hành dùng sức đè áo ngủ ở cổ áo mình lại, bộ dáng kia giống như bị đại tỷ tỷ kỳ quái khinh bạc nhìn thấy đường cẩn hành tựa hồ thật không có vấn đề gì trái tim đường nguyệt vững vàng rơi xuống đất cuối cùng lông mày liễu dựng thẳng hỏi hôm nay rốt cuộc đi làm gì thành thật khai báo thẳng thắn khoan dung kháng cự nghiêm khắc sợ đường cẩn hành miệng đầy nói dối lập tức lại bổ sung một câu bất đắc dĩ đường cẩn hành đành phải đem chuyện xảy ra hôm nay cùng đường nguyệt tỷ nói lại một lần sau khi nghe xong đường nguyệt tỷ đối với đường cẩn hành gia nhập thành thị săn yêu tiểu đội cũng không có phản đối thậm chí có chút ủng hộ dù sao linh ẩn tự thẩm phán hội xuất thân đường nguyệt trời sinh đã có quan niệm hàng yêu trừ ma đã kích thế lực hắc ác động tác nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo đường cẩn hành giọng nói nhẹ nhàng nhắc nhở sau này cẩn thận một chút đừng làm việc gì cũng là người đầu tiên chiến sĩ không xông lên đầu tiên đoàn này không có cách nào đánh Đường Cẩn Hành ở trong lòng nghĩ, bất quá ngoài miệng tự nhiên sẽ không nói như vậy, làm cho Đường Nguyệt tỷ lo lắng. Ngược lại nói, "Chị Đường Nguyệt, chị cảm thấy giữa chúng ta càng ngày càng giống vợ chồng." Sau khi nói xong, chỉ chỉ Thanh Hành Ngọc chỉ đang sửa sang lại cho mình. Nói đến Đường Nguyệt liền tức giận, bàn tay nhỏ nhắn vốn nhẹ nhàng chỉnh lý lập tức vỗ đầu Đường Cẩn Hành một cái. "Đừng tưởng rằng em không biết, đồng dưỡng phu đúng không?" chị ở trong lớp truyền loạn cái gì chị đường nguyệt chị đường nguyệt trong mắt chị có chữ chị kia không ta kháo ai miệng rộng như vậy mới ngày hôm sau đã để cho đường nguyệt tỷ biết a à, vậy sau này ta gọi ngươi là đường nguyệt hoặc là nguyệt nguyệt đường cẩn hành tiếp tục chẳng biết xấu hổ nói đôi khi tôi thực sự muốn gõ đầu của bạn để xem những gì đang diễn ra trong đầu của bạn một học sinh trung học nhỏ nhớ tỷ tỷ thế nhân không biết tỷ tỷ tốt, coi mùi mùi là bảo bối. Đường Nguyệt Thời tiết từ đầu xuân ẩm ướt mông lung, trong nháy mắt đã đến giữa hè khô ráo nóng bức. Đường Cẩn Hành đang ăn ngấu nghiến, lại nhét một chuỗi thịt nướng vào trong miệng, hướng đường Nguyệt trên sofa hô. Nguyệt Nguyệt, hôm nay vừa dết chuột, người có ăn hay không, mùi vị so với chuột trúc tốt hơn nhiều. Đường Nguyệt trên sofa có chút im lặng nhìn thoáng qua đường Cẩn Hành, nàng thật sự nghĩ mãi mà không rõ chuột tanh mắt to xấu xí như vậy, đường cẩn hành làm sao có thể ăn thơm như vậy. Ừm. Nướng cũng rất thơm. Bất quá đường nguyệt rõ ràng không có khẩu vị gì, thon dài hai chân khoanh chân ngồi ở trên sofa, vẻ mặt u sầu ông một cái gối lớn. Đường cẩn hành, người nói rõ thiên niên khảo hạch, có bao nhiêu người không hợp cách A. Nghe vậy, đường cẩn hành cũng ngẩn ra, quai hàm đang nhai chậm lại vài phần. Thì ra, ngày mai sẽ sát hạch hàng năm. Hết chương này. Chương 10 Hàng năm khảo hạch Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Chương 10 Kiểm tra hàng năm anh đường, anh đây là bánh bao nhân bánh gì vậy, mùi vị thật ngon. Trong sân huấn luyện, Mạc Phạm và Trương Tiểu Hậu ăn mặc như chó, vây quanh đường cẩn hành, gặm bánh bao trắng tỏa ra mùi thịt. Mùi thơm kia, ngay cả một bạch và chó săn triệu không tam cũng âm thầm nuốt nước miếng chỉ là cũng không tiện tìm đường cẩn hành mở miệng đòi hỏi. Nhân yêu ma. Đường cẩn hành cũng ăn hết sức vui sướng. Chỉ là nghe đường cẩn hành nói, mấy người bên cạnh đều dừng lại. Tiếp theo trương tiểu hầu giống như bị người ta trộm đào, cao giọng hỏi. Nhân yêu ma. Mạc Phạm liếc trương tiểu hầu một cái, mở miệng nói. Ngạc nhiên, đại quốc mênh mông của ta, có cái gì chưa ăn qua? Đường cẩn hành nghe vậy, cũng là đồng ý gật gật đầu bất quá gần đây hắn ăn thịt yêu ma cũng không phải hoàn toàn vì thỏa mãn ham muốn ăn uống hắn ngẫu nhiên phát hiện thân thể của hắn dĩ nhiên có thể hoàn mỹ tiêu hóa yêu ma thịt bên trong ẩn chứa năng lượng đơn giản mà nói chính là ăn càng nhiều thân thể lại càng cường đại còn không cần lo lắng béo lên phúc âm tham ăn như thế vậy còn rối rắm cái gì thỉnh thoảng đường cẩn hành còn treo giải thưởng thịt yêu ma ở đại sảnh thợ săn yêu ma phụ cận bát thành cơ hồ đều bị hắn ăn hết bất quá khảo hạch hàng năm tự nhiên sẽ không để cho mấy người lười nhác vây thành một đoàn rất nhanh dựa theo lớp học các học sinh giống như huấn luyện quân sự bình thường liệt thành từng cái phương trận loại chuyện này là đường cẩn hành loại này gai đầu chán ghét nhất lúc này liền muốn tìm cơ hội chạy trốn nhưng mà đường nguyệt khá có thể không hiểu hắn Lúc đường cẩn hành đánh giá chung quanh, quy hoạch lộ tuyến tiểu động của mình, chợt nghe thấy một tiếng hư lạnh. Rõ ràng mặt mày công công, ý cười giạt dào, lại là đường nguyệt làm cho người ta cảm giác rét lạnh vô cùng, đứng ở phía sau đường cẩn hành. Mạc Phàm đứng bên cạnh đường cẩn hành, vẻ mặt u oán nhìn thoáng qua hắn. Tiểu tử ngươi dẫn sư phụ tới đây phải không? Sau khi học sinh xếp thành hàng chỉnh tề, chính là làm cho người ta buồn ngủ và nua phát biểu. Đầu tiên là hiệu trưởng, sau đó là lãnh đạo trường, cuối cùng lại là giáo viên. Bộ sách này, vô luận là thế giới nào cũng chưa từng thay đổi. Ngay khi các học sinh thiếu chút nữa ngất xỉu ở sân huấn luyện thời điểm, một đạo thân ảnh xuất hiện, giống như mùa hè một ly coca lạnh, thấm vào nội tâm các học sinh. Đậu má, đó chính là một ninh tuyết, nghe nói nàng 8 tháng đã học được kỹ năng băng hệ sơ dai băng mạng. Ta muốn 8 tháng có thể nắm giữ sơ dai kỹ năng, cha ta sẽ đem da phả xé theo ta bắt đầu viết. Vì cái gì đều đang thảo luận thực lực của nàng A, không ai chú ý nàng một đầu tóc bạc sao. Khống chế lông trắng bình quân đầu người, búa thật. Đường cẩn hành chỉ nhìn thoáng qua từ xa, liền dời tầm mắt, nữ nhân này quá lạnh. Cũng giống như mạc phàm liếm chó, giờ phút này sẽ giống như đá vọng phu, nhìn đến xuất thần. Chẳng lẽ không đẹp sao? Một đạo thanh âm tươi đẹp từ sau lưng đường cẩn hành truyền đến, bất quá trong thanh âm mang theo một tia mừng thầm biểu hiện vừa rồi của đường cẩn hành khiến nàng vô cùng hài lòng cũng tạm được không đẹp bằng nguyệt nguyệt mạc Phạm cũng thích liếm chó thối này nghe vậy ý cười trên mặt đường nguyệt càng thịnh ngay cả đường cẩn hành trước mặt mọi người gọi nàng nguyệt nguyệt cũng không để ý nhưng mạc phàm cũng lấy lại tinh thần không biết bắt đầu từ đâu nguyệt nguyệt là cái quỷ gì a à, còn có vì cái gì ta chính là liếm chó liếm chó còn chưa tính vì cái gì còn muốn thêm chữ thối liếm chó thối mạc phàm lập tức mở miệng nói đường ca ngươi không hiểu không chiếm được mới gọi là liếm chó ta loại này có cơ hội chiếm hữu mới không gọi liếm chó đâu đường cẩn hành và đường nguyệt đều bị lý luận kỳ quái của mạc phàm hấp dẫn thầy đường nguyệt cười híp mắt mở miệng hỏi bạn học mạc phàm vậy loại bạn này gọi là gì chim lan đường cẩn hành đường nguyệt mày bất khả chiến bại nhóc mục ninh tuyết mấy câu nói so với hiệu trưởng trăm ngàn câu còn tốt dùng ở đây các học sinh một đám nhiệt tình mười phần giống như đánh máu gà bình thường đường cẩn hành cũng không hiểu bọn họ kích động cái gì một đám ma pháp còn không có khống chế liền bắt đầu nằm mơ ngay khi đường cẩn hành sửng sốt một chút khảo hạch đã bắt đầu bởi vì đường cẩn hành và đường nguyệt ở đây triệu không tam không giống như nguyên tác tuyên dương lý luận làm chó của hắn. Lúc ấy đoạn văn kia còn mang đến cho đường cẩn hành chấn động không nhỏ, làm cho hắn cảm giác tàn khốc lại đáng buồn. Khảo hạch hàng năm chính thức bắt đầu. Mười mấy lớp đồng thời tiến hành khảo hạch, chỉ cần đặt tay lên tinh cảm thạch lớn bằng dưa hấu là có thể thông qua hào quang phán đoán thành tích khảo hạch. Mà mỗi học sinh đều có ba lần cơ hội, lần lấy thành tích tốt nhất, làm thành tích cuối cùng. Đầu tiên tiến hành kiểm tra, là một tên ôn nhu yếu ớt nữ đồng học, lúc trước ở mạc phạm mấy người gặm bánh bao thời điểm, nàng thậm chí khẩn trương khóc lên. Nàng hình như là thủy hệ tới, đường cẩn hành đột nhiên phát hiện, thủy hệ mùi tử đều ôn nhu yếu ớt. Tiểu khả trong tiểu đội săn yêu thành thị cũng là như vậy. Nhìn nàng khẩn trương đến nắm chặt ống tay áo, bước đi đã biến thành bộ dáng thuận theo, mọi người không khỏi vì nàng mà toát mồ hôi. Cho đến khi ba giám khảo đồng thời báo ra thành tích, mọi người mới phát hiện mình bị lừa a a a làm tôi sợ muốn chết tôi cho rằng hà vũ sẽ khẩn trương đến không thi được đường nguyệt tỷ cũng ở bên cạnh đường cẩn hành vỗ vỗ ngực tựa hồ nàng cũng có chút khẩn trương mẹ nó ai thả thủy hệ ma pháp sống lớn mãnh liệt khủng bố như vậy lại còn có tác dụng hấp dẫn tầm mắt ngay tại thời điểm đường cẩn hành học tập thủy hệ ma pháp trương tiểu hầu mở miệng nói giám khảo đã báo danh tên của hắn. Anh Đường, anh Phạm, em đi rồi sẽ về. A, à, bình tĩnh, bình tĩnh, nghiêm túc, cẩn thận. Đường cẩn hành đưa cho cậu bác tự chân ngôn lúc thi trước. Tám chữ này vừa ra khỏi miệng, mặt Phạm bên cạnh đều bị dọa đến run rẩy. Bất quá trương tiểu hầu vẫn có chút khẩn trương, ước chừng kiểm tra hai lần. Lần đầu tiên cũng giống như Hà Vũ, cũng là thành tích a. Bất quá Trương Tiểu Hầu rõ ràng có chút không hài lòng, quyết định kiểm tra một lần. Con người mà, lần đầu tiên đều có chút khẩn trương. Quả nhiên ở lần thứ hai, Trương Tiểu Hầu thành công điều chỉnh tốt tâm tình, cuối cùng đạt được thành tích A. Đạt được thành tích A thì sau Trương Tiểu Hầu còn có chút không thỏa mãn, mở miệng nói: "Lão sư, ta muốn thi hạng mục tiếp theo." Hạng mục tiếp theo là khảo hạch ma pháp phóng thích, có chút giống đề phụ trên bài thi là chuyên môn thiết kế cho học sinh mũi nhọn, thi xong có thêm điểm. Điểm cộng này hình như có liên quan đến tinh thần ma đạo khí, có thể phụ trợ tu luyện, nhưng đường cẩn hành đối với việc này cũng không đặc biệt quan tâm. Trương Tiểu Hầu cuối cùng vẫn thất bại, bảy viên tinh tử chỉ kém một chút cuối cùng là có thể luyện thành tinh quỷ, chỉ là vẫn có chút quá mức khẩn trương. Trương Tiểu Hầu đi xuống rõ ràng có chút nản lòng, đường cẩn hành thấy thế mở miệng an ủi. Không có việc gì, ăn nhiều thịt yêu ma sẽ không sợ an ủi hết sức cứng rắn nhưng thật ra thành công khiến trương tiểu hầu dời đi lực chú ý sau khi nhìn một hồi đường cẩn hành cảm thấy có chút nhàm chán sau khi trải qua đối chiến với yêu ma kiểm tra ma pháp của học sinh trung học có chút ý tứ trẻ con đặc biệt là hứa chiêu đình ở lôi hệ bên cạnh hồ cái gì đó lôi đứng đầu nguyên tố nghe theo hiệu lệnh của tôi đường cẩn hành chỉ cảm thấy ngón chân lúng túng Phép thuật có phải là lá bài lót? Còn ở đó nghe theo mệnh lệnh của ta. Ngay lúc Đường Cẩn Hành buồn ngủ, chợt nghe giám khảo gọi tên hắn. Kế tiếp, Đường Cẩn Hành. Cảm tạ, nghẹn chết ma thần chân quân một tấm phiếu đề cử. Cảm ơn bốn phiếu giới thiệu của hiệu trưởng khoa cao. Cảm ơn sáu phiếu đề cử của Tiểu Thanh Long E. Cảm ơn hai tấm vé tháng của Trường Cao đẳng cao. hết chương này.